Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay một ngày trời nắng rất là đẹp, Uyên Quỳnh mời cả nhà. Chúng ta sẽ đến thăm nhà một anh triệu phú ở Florida này. Một anh mà khá là thành công và nổi tiếng ở Orlando, Florida. Và là một trong những người giúp đỡ Uyên Quỳnh rất là nhiều. Thời kỳ Uyên Quỳnh ở bên đây tổ chức các show thi hoa hậu đó các bạn. Thì có thể nói anh là một trong những người giúp Uyên Quỳnh tạo nên sự thành công của chương trình Miss World America rất là nhiều. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ gõ cửa thăm nhà, nhà của anh triệu phú gốc Việt người ở Orlando, Florida này nhé. Một tiểu bang nắng ấm tình nồng, có rất là nhiều người Việt thích về đây sinh sống. Nào mời cả nhà. Wow, nhà đẹp quá. Hôm nay là Uyên Quỳnh sẽ đi thăm nhà một anh bạn ở Florida rất là thân thiết, giống như là một anh người anh kết nghĩa gì đó. Nhưng mà không biết có lại lộn nhà không, nhà đẹp quá, quá chừng xe luôn mà xe toàn là xe hiệu không đi. Wow, khu này cũng rất là đẹp. Hai người Việt Nam đi tới không biết có phải trong nhà ảnh không. Nhà xe toàn là chơi xe Mercedes không à, xe dữ quá thôi. Quá đẹp luôn. Chuẩn bị ăn Tết rồi. Hoa bonsai nữa, rất là đẹp. Nhà đẹp quá, nhà anh chị trang trí rất là đẹp. Hello, hello anh, khỏe không? Dạ, lâu quá mới gặp. Dạ, lâu mới gặp em. Dạ. Dạ. Sao? Cái này có gì lạ không? Dạ, em cũng bình thường, anh khỏe không? Khỏe, khỏe. Rồi chị và các bé của anh cũng khỏe hết. Cũng bình thường, chị ở trong nhà. Dạ. Để vào nhà ha. Dạ, dạ, và lâu ngày gặp lại anh Thị vẫn đẹp như xưa nha, vẫn phong độ như xưa. Wow, nhà trang trí đẹp quá, đẹp dạ, luôn đó anh. Dạ. Wow, cái đèn là rất là đẹp ha. Cái đèn này em thấy giá thấy ở đâu, trong nhà hàng nào rất là lớn. Dạ, đây nữa. Nói mấy này là chandelier. Dạ. Đèn Việt Nam kêu bằng đèn chum. Dạ. Đèn chum. Dạ. Đẹp quá anh. Dạ đây rồi, là phòng khách. À hả. Wow, cái đèn này cũng anh mua một bộ với bên đây luôn hả? Quá chừng đẹp luôn. Dạ, ha. Đây cũng là bằng đồ bằng thủy tinh mà. Dạ. Thủy tinh, cái này đèn này có mua cũng lâu rồi. Dạ. Lâu rồi. Đồ thủy tinh nó rất là nặng. Anh, à. Còn cái bộ ghế này em thấy hình như là em đi rất là nhiều nơi nhưng mà em chưa thấy bộ ghế nào đặc biệt như ở đây hết nha. Rất là đẹp luôn. Anh mua ở đâu vậy? Cái bộ ghế này thì nó có lịch sử, nó em nhìn như vậy chứ nó cũ lắm rồi em. Vậy đó hả? Cái này là 25 năm rồi. Bộ ghế này là bộ ghế anh 1927 năm 1995 anh order từ bên Việt Nam họ làm cho anh. Đó họ. Wow, anh đẹp quá chị, đẹp luôn. Đây là đá khảm sa cừ. Họ chấn vào đây. Dạ. Nó làm thành một bức tranh như vậy đó. Đây là Long Phụng. Dạ. Đó, đây là con Lâm, đây con Phụng. Đó, Lâm Phụng kêu bằng Long Phụng Hòa Minh. Dạ. Đó hay là Phụng Hòa Minh, cái biểu tượng. Anh nhưng đó. Mà anh đặt người ta làm hay là anh mua đồ cổ của người ta? Không, anh đặt người ta làm. Wow. Anh vẽ kiểu người ta làm, tại ông bạn anh về họa sĩ và ông cũng về cái nghề này ở dưới Bình Dương đó. Dạ. Bên cạnh cái bộ này thì có bộ, không biết tiếng Việt Nam kêu sao mà bộ tủ chè này là tiếng Mỹ mình kêu là Entertainment Center đó. Vậy đó hả? Cái TV bự đó thì hai mấy năm trước anh đã design để cái TV bự, hồi đó chưa có TV bự. Ờ. Đó, thì anh đã design ra để mà để được TV bự với cái đồ trang trí trong đây. Đó. Dạ. Đây nguyên là bộ như vậy. Thì anh tự vẽ kiểu luôn hả? Giỏi vậy. Hồi đó, wow. Năm trước thì chưa có mấy cái này. Ờ. Đó. Trời ơi, đẹp quá chừng đẹp luôn á. Nói chung thì cái này nó cũng đồ hiếm. Dạ. Mấy cái này chắc bên người Việt Nam mình thấy cũng thường
Việt Nam cũng có mà anh mới về cũng không thấy họ bán gì nhiều mấy cái này hết, giờ bớt rồi, đồ thành đồ xưa, đồ bằng sưu tầm đó, Dạ sưu đúng rồi, tầm đồ cổ ha. đồ cổ sưu tầm. Hồi nãy giờ em vô, em mới vô em tưởng đâu là ở đây là bộ đồ cổ ở Việt Nam anh mua qua không, ai ngờ anh vẽ design vẽ kiểu Đúng luôn hả? đó, vẽ lại rồi Wow, anh đúng Thị này vậy giỏi đó. ha, tự design luôn đường nét Đó rất là đường đẹp, rất là tinh đây vi luôn. là cái vải này bằng vải gấm, vải gấm này nó xài trọn đời luôn, rất là tốt vải gấm. Rồi những cái cây này thì cũng mua mua đồ hàng Việt Nam Mang Việt trang Nam qua trí không? Phải ship hàng quá anh, phải ship đây. container hả? Các mình đi xa nhà nhớ Việt Nam thì mình mua cảnh này cho nó nhớ, đỡ nhớ nhà đó. Đây là cây đu đủ, bên đây là cây chuối đó. Mình phải Chuối chuyển bằng tàu qua hay máy bay qua? đi bằng tàu, tất cả bằng tàu em, tại đồ nó rất là lớn, rất là lớn, máy bay họ không có chuyển được, mà tiền máy bay thì cước phí nặng lắm. Đi bằng tàu thì tương đối cước phí nó rẻ hơn vài ngàn bạc thì qua đây được, qua hải quan này kia đó mình khai họ là đồ mình mua về để mình xài trong buôn bán thì không phải đóng thuế đó. Thì quý vị nào trong tương lai có chuyển đồ Việt Nam qua thì cũng nhớ đó, mình khai là mình mua đồ này qua mình sử dụng thì không phải đóng thuế gì hết, không đóng thuế hải quan gì hết đó, họ cho mình về xài đó. Cái chi phí chuyên chở thôi đó. Nhưng mà mỗi lần mình chuyển như thế là thời gian bao lâu? Nếu đi tàu thì cỡ chừng 3 tuần tới 4 tuần là tới Mỹ. Tới Mỹ mình cái chỗ em đang đứng đây là thành phố Orlando, Florida đó, nhưng mà khi họ tới họ qua bên Long Beach, qua bên LA đó, cái bến tàu nằm bên đó, thì cái cảng này nó xuống hàng đó, hải quan của họ coi đồ này là đồ có đồ quốc cấm gì không, sau họ ký giấy họ cho mình phép mang về, thì họ mang về nhà kho, vậy tiền nhà kho của bên đó họ biết chuyện Orlando mình thì mình tốn thêm một lần tiền nữa là chuyên chở bằng đường bộ qua tới tại đây đó. Thì cái thủ tục cái vậy, quý vị nào Việt Nam muốn mua đồ thì cũng rất là đơn giản, nếu mà có cần hướng dẫn thì liên lạc với em hay là với anh thì anh sẽ hướng dẫn làm cho cái tiết kiệm tiền thôi à, tiết kiệm tiền đồng hương, mà thứ nhất tiết kiệm tiền, hai là mình có một cái sự là mình chắc chắn đầu sẽ làm thế nào không phải lo lắng nhiều. Chứ lần đầu anh làm cũng lo lắm, về anh học được anh cũng chuyển qua đây cũng là 5 7 lần rồi, đồ nhiều lắm đó. Nhưng mà có một điều em cũng hơi thắc mắc trước. Hồi trước em cũng có gặp một anh bạn chuyển đồ từ ở nước ngoài vô, nhưng mà ảnh nói là phải mua một con container mới được hả? Hay là mình chỉ mua Dạ, cái tí nào cái mình thích đó ta về làm kinh doanh rồi. không? Nếu mà họ mua một container đó, hay một container của nó là 28 feet dài đó, thì là có thể là bỏ hết đồ trong đó thì nó rẻ hơn. Thí dụ như đó, họ không cần biết là cái container nó là nặng bao nhiêu ký, không cần biết, chỉ mua đầy thôi. Thì hàng hóa, ví dụ mà họ mua về gạo, mua bánh tráng này kia cho tiền thực phẩm, họ nên mua container thì chuyện nó rẻ hơn. Còn mình đây là tư nhân, thỉnh thoảng mua có một mớ đồ chuyển ra thôi. Thì những cái đồ này cũng bỏ vô container của họ luôn, tại mình không mua hết container, cái đồ này xếp vô có chừng là 1/4 container thôi, không có nhiều đó. Anh đã chuyển ghế bàn này qua đây đã hai mấy năm rồi, nhưng mà anh có thể cho em biết là thời giá lúc đó anh chuyển qua là tốn hết nhiêu tiền Lúc đó thì tiền chuyển hồi thời đó còn rẻ lắm, không? một cubic feet là chỉ có 100 mấy triệu đồng thôi, là một cái này cỡ chừng 4 cubic feet thì cỡ chừng tiền căn bản cước phí tàu cỡ chừng 600, nhưng mà bên cạnh cước phí tàu nên phải tiền hải quan Việt Nam, tiền đóng kiện bao bì, rồi khi mình qua đây mình phải khử trùng, họ phải khử trùng bên kia là những cái gỗ mà đóng đó phải khử trùng, nếu mà không khử trùng qua Mỹ họ không cho mang vô đất Mỹ. Đồ đó mình phải đóng tiền phạt rất là nặng, có thể lên tới 10.000 đô, mà khi mà họ phạt mình 10.000 đô trị giá này không tới là khi mình bỏ nó luôn. Anh đã bị một lần như vậy, Vậy đó. bị một lần tại bên cái lỗi của cái hãng bên Việt Nam, họ quên không khử trùng, không đóng dấu khử trùng, qua Mỹ không có cho. Rồi cái món hàng của anh thì có cỡ chừng 1.000 đô thôi, tại đó một cây mai, cây mai rất là đẹp, cây mai bên Việt Nam đẹp lắm, anh về vô nhà hàng thấy cây mai thích quá, anh với chị đi ăn nhà hàng thấy đẹp quá anh gạ vô nói ta bán, người ta bán đã bán thì cái mai rất là lớn đó. Thì anh kêu thợ tới cắt làm ba, cắt làm ba bỏ vô thùng để chuyển qua đây, qua đây mình sẽ nối lại đó cái mai đó, mà cuối cùng qua đây anh không nhận được tại vì họ quên không khử trùng vô cái gỗ mà đóng vào trong đó, cuối cùng họ phạt 10.000 đô muốn lấy cái mai đó, 10.000 đô thì mình phải bỏ luôn, bỏ họ đem họ đốt, họ đốt đó thì tiếc cái Đó mai là không kinh có nghiệm mình ha, đó, lần không có đầu kinh tiên nghiệm. kinh nghiệm. Thì Anh bên cạnh Phan. cái này thì mình có
khoan anh nãy giờ tới nhà đẹp quá rồi, bước vô là em bị mê mẩn nên em quên nói là anh giới thiệu về anh một chút, anh tên gì và anh hiện đang ở đâu ha. Rồi anh thì anh là anh Thụy, Nguyễn Thanh Thụy, anh qua Mỹ năm 1975. Anh qua đây lúc đó anh 22 tuổi. Việt Nam lúc đó anh học năm thứ tư đại học, qua đây phải làm lại từ đầu. Thì qua đây có một mình thôi, không có bà con ai chơi nữa. Thì mình gây dựng lại hết từ đầu một mình. Wow, rất là giỏi. Nói chung nước Mỹ này là đất cái đất của cơ hội mà. Nếu mình cố gắng mình làm, mình dành dụng tiền một chút đồ óc nữa thì mình cái gì mình cũng có hết. Đó, thì qua Mỹ năm 75 qua tay trắng. Mà cho vòng 6 năm trời, và năm 81 là anh đã mở cái nhà hàng đầu tiên của anh. Wow. Năm 81 và tới bây giờ thì anh mở 9 cái nhà hàng. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan chút xíu nữa, và bắt đầu sẽ nghe lại quãng đường lập nghiệp của anh như thế nào ha. Wow, các em thấy con rồng này rất là đẹp luôn nè anh. Con rồng này có phải là chuyển từ Việt Nam qua luôn không, hay là anh mua con rồng này cũng từ Việt Nam luôn? Wow, vậy đó hả? Trong nhà này đó, nếu mà em theo dõi em nhìn đó, thì có hai cái con vật biểu tượng rất là đẹp mà trong nhà anh trưng rất là nhiều. Đó là con rồng này và bên đây là cái con này là con ngựa. Con ngựa. Tí xíu về công việc sải ngựa. Con rồng tại vì cái này là bà xã anh là tuổi rồng. Wow, tuổi ngọ chắc là anh rồi phải không? Anh là tuổi ngọ. Đúng rồi. Rồi, em ở đây em thấy cái hộp gì rất là đẹp. Ở trên đây có mấy cái lá cờ nữa. Anh có thể giải thích không? Đây là cờ Hoa Kỳ, thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà lá cờ Hoa Kỳ này được bỏ vô trong một cái khung này rất là trân trọng. Cái lá cờ này đặc biệt là chỗ nào? Tại lá cờ này là lá cờ Hoa Kỳ, nó rất là lớn, nó 6 feet tới 9 feet lận. Wow, lá cờ vậy đó này hả? Rất là lớn và rất là dày. Lá cờ này đã từng được bay trên tòa nhà Quốc hội tại Washington. Wow. Không phải là lá cờ tầm thường. Lá cờ này đã từng được bay trên tòa nhà Quốc hội Washington, rỡ xuống và đã được tòa Quốc hội họ tặng cho. Và để chứng minh cái đó đó thì lá cờ này bắt buộc phải có một cái certificate. Giống như nó là certify để mà nó chứng nhận là lá cờ này đã từng được bay trên tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ chứ phải mình nói không khơ khơ được. Và đây là cái logo của Quốc hội Hoa Kỳ. Đó. Rồi đây là cái bằng. Đây là giống như là cái khai xanh của họ, của lá cờ đó. Đúng. Lá cờ cũng có khai xanh đó ha. Khai xanh thì nó chứ không có nói khơ khơ mấy cái cờ này được. Dạ đúng rồi. Khai xanh bên đây. Dạ. Rồi bên đây là em thấy là hình của anh chụp chung với ông này, em nhớ hình như là thượng nghị sĩ ở đây thì phải ạ. Đây là cái hình cái người đứng giữa đó, thì em ở Florida này là ông thống đốc của tiểu bang mình. Thống đốc tiểu bang Florida là Governor Rick Scott. Ông Rick Scott này chụp chung với anh, vợ anh và con gái anh, cô Tiffany đó, là tại nhà hàng của anh. Ông ta từ Tallahassee, thủ phủ của Florida, và đã xuống Orlando thăm gia đình anh và chụp tại nhà hàng. Và bên đây là khi hình của ông đấy, khi mà vận động tranh cử cho tổng thống Trump thì ông ký tên trên góc chữ đen, là ký tên ông tặng cho gia đình. Trên góc đó cũng vậy. Anh thì này giúp đỡ cộng đồng rất là nhiều, cho nên quen biết cũng khá là đông. Rất là nhiều hình kỷ niệm luôn ha chị anh ha. Bên đây thì cũng có hai cái mà anh không có chỗ treo, anh phải treo ở đây. Cái này thứ nhất là ở trên đây là năm vừa rồi, tháng 10 năm vừa rồi anh có tổ chức một cái đại hội lớn nhất của người Việt tại hải ngoại. Đó là tổ chức tại Orlando, tại nhà anh này là anh có làm một bữa cơm mời 50 ông chủ tịch cộng đồng tất cả địa phương của nước Mỹ tại họp tại Orlando, tại Florida Hotel, tại Florida Mall đó. Có cái hotel Florida Hotel. Thì tổ chức đại hội 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Thì đêm thứ 6 khi họ tới đây đó, ngày thứ 6 tới đây đó, thì anh mời tới đây ăn cơm tại nhà anh tại đây. Là sau đó thì anh tổ chức ở đại hội đó thì họ có tặng một cái bằng cảm ơn. Và cái thứ nhì này, nếu em nhìn sát ở trong đây thì em sẽ thấy cái đây là mới nhất là 2022 anh đã giúp SPTM tại Cali của Trúc Hồ đó tổ chức thi hoa hậu ngành nail toàn thế giới. Tại ngành nail đó đóng góp rất là nhiều cho người Việt chúng ta, không những đóng góp tại hải ngoại mà họ dư tiền họ đem về giúp đỡ bà con họ tại quê nhà sống
rất là thoải mái tại quê nhà. Thì ngành nail cũng như là một ngành nó đãi, một ngành tổ mà nó phù trợ cho đồng bào Việt Nam đây rất là dễ dàng làm kiếm tiền. Thì lần đầu tiên trong lịch sử đó là đã SPN tổ chức và anh đã qua đây giúp cố vấn đạo diễn cho cái show này. Thì ngay đêm đó tổ chức họ lên sân khấu, họ tặng anh cái SPN, tặng anh cái bằng này để làm kỷ niệm. Dạ, yeah. Anh Thị là giúp đỡ rất là nhiều chương trình cho nên rất là nhiều huy chương luôn. có nhiều kỷ niệm chương. Oh wow, cái đèn này rất là đẹp luôn nè. Đi một tông với mấy cái đèn này hết ha. Wow. Cái đèn này thì em đã hỏi thì anh nói cái đèn này thì là nó cũng chandelier mà đèn chung là nó có 3 tầng. Dạ. Yeah. Uh-huh. Cái đèn này thì nó em thấy cái những cái viên viên đá đó, viên đá được ấy rất là đẹp. Cái viên đá không đó là 405 viên. Dạ. Yeah. Rất là nặng. Đó, wow. Anh đã treo lên đây thì mình làm lấy hết 3 người hết một ngày. Dạ. Cho cái quá nặng đi đó mà khi mình mua về đó nó rời hết, tất cả đều rời hết. Mình phải gắn từng phần vô một. Dạ. Từ bắt đầu gắn cái frame, cái khung, rồi sau mình gắn ở trên, rồi gắn từ xuống, mất một ngày 3 người. Wow. Rồi, thì mình phải gắn từng cái một, từng sợi dây một, từng từng phần từng phần cực quá vậy. Đó, từng phần vô hết. Dạ. Đó thì cái lịch sử vậy. Thì khi mà anh mua cái này đó thì anh đã coi trong cái này thì cũng không có nhiều, cỡ mấy ngàn đô thôi. Yeah. Mà coi trong review đó thì là họ Mỹ họ coi họ cũng than phiền là họ thất bại. Thật gắn không được. Tại gắn nó khó, nhiều quá. Còn mấy, nhưng mà anh nhờ anh đọc mấy cái đó trước rồi. Oh. Anh chuẩn bị tinh thần để mình làm cho nó đúng. Wow, biết đó. Khó mà vẫn làm đó. Anh làm chế là thôi mà làm tìm chưa ra đáp số thôi. Uh-huh. Đó thì cái này không biết là mà mấy trăm pound nó rất là nặng. Từng viên đá như vậy là nó cũng là nặng rồi mà 405 viên, chưa kể mấy sợi dây và mấy cái đồ chung quanh. Em không có thích mua đồ bên Mỹ này là vậy đó. Mua cái gì về mình cũng tự gáp hết á. Rồi phải mướn người gáp nữa, tốn tiền nữa. Ở Việt Nam á, mình mua là người ta cứ gáp mang tới tận nhà. Dạ. Yeah. Đúng vậy. Tại bên Mỹ này họ làm vấn đề nếu mình giàu có thì thuê người về làm. Còn họ làm không có ráp là để cho chuyên chở nó dễ, bỏ trong hộp cho dễ. Không thể mà chuyển hết một cái này mà đi tới nó khó khăn lắm. Dạ. Bộ bàn ghế của anh ở đây nè cũng rất là đẹp nè, chắc anh cũng chuyển từ Việt Nam qua hả? Đúng vậy, cái này wow. Cái đợt đầu là cái bộ Salomon đó thì sau 2 năm sau thì anh chuyển cái bộ này. Wow. Bộ này thì anh làm hai cái màu cho nó khác nhau. Dạ. Em đẹp bên quá bên ha. Màu đen cho nó sang, bên đây thì là màu nâu. Màu nâu này thì đi với màu này em thấy không? Màu này là màu gâu, đó màu vàng, đó đi cái màu khác nhau. Yeah. Bên kia màu đen thì đi với màu đỏ. Đó thì, thì rất là sang ha. Nó hai bên không giống nhau, nếu để màu đen đây nữa thì thấy nó nặng nề lắm. Đúng rồi. Đúng không? Đó thì được màu lại hay. Mà cái này màu này bỏ bên kia là cũng không hay. Dạ. Màu đen kia là nó lại sang hơn đúng không? À ha, đúng rồi đó. Thì như vậy. Cùng một dạng với nhau làm cùng lúc cũng design đây con chim công rất là đẹp. Dạ. Trong đây mình bỏ đồ cũng được, cũng rất là nhiều. À ha, wow. Đó, đồ đạc để mà trang trí. Đó. Em đến thăm nhà anh chị á, em nhớ từ mấy cái căn nhà cổ ở Việt Nam ghê luôn, rất là nhớ quê luôn á. Hai cây đào cũng khá là đẹp cơ. Ha. Hai cây đào này họ làm bên đây. Dạ. Bên đây có người bạn làm, làm phim cho mình, chứ bà chợ cũng có bán. Ồ, hèn gì? Vô là anh thích cái màu này thì vô cái này cho nó hợp. Hèn gì em thấy ngoài chợ đâu có đâu, anh nói mua bên đây em cũng hơi ngạc nhiên á. À ha. Bỏ đây cho nó hợp đó. Dạ đúng rồi. Nói chung thì nó cũng em nói cổ là đúng, cái này từ cái dạng mà sưu tầm à. Dạ đúng rồi. Ở ngoài chợ họ không bán cái này. Mình thích từ đó mình cũng ngâm thích xài tiền đi lại thôi chứ. Em nhớ hình như bà xã anh tên gì Hồng đó phải không? À, Thi Hồng. Hèn gì em thấy nhà mà hồng quá chừng chiều luôn. Trong xe cũng màu hồng nữa, đẹp quá chừng à. Dạ. Chị đâu rồi anh? Cho em chào chị cái. Chị đang trong nhà bếp đây. Dạ. Đây. Rồi là hai con cá này cũng. Nhà bếp là cái cũng như là cái tổng hành dinh của mấy bà mà. Dạ đúng rồi. Có trong nhà bếp thôi. Đó. Dạ. Rồi mình vô trong nhà bếp. Hai chị yêu, chị khỏe không? Wow. Dạ. Em mấy năm trước thì là Quyên rất là nổi tiếng về, như em biết đó là làm mấy cái show thi hoa hậu thế giới, hoa hậu của tại Orlando này mà làm rất là thành công.
mà tự nhiên mấy năm nay cũng Tại nhờ em mua Covid đi nó chỗ lại khác. ra mua chỗ khác, bữa nay được cái mùa Noel Tết này về thăm Orlando lại thì Dạ. mình có duyên lại gặp ở đây, tới Cảm ơn thăm Nguyên đã nhà tới thăm và tặng quà nha. Dạ, rất không là có bất gì ngờ, chị. rất là bất Lâu ngờ. ngày em gặp lại anh chị mà anh chị cũng giống như xưa, trẻ hơn nữa, Dạ, rất là không bất có ngờ. già đi nữa. Em cũng đẹp vậy. Cảm ơn chị nhiều nha. Thì đây là cũng đây cũng đây là cái bộ bàn này anh cũng mang từ Việt Nam qua, Wow, tại vì bộ bộ bàn bàn này mình em tưởng rồi mua ở đây chứ, ăn ở Việt Nam luôn ở hả? Việt Nam luôn, tại vì Wow. ở đây kiếm cũng khó, À kiếm khó đó. Bộ bàn này thì Việt ha. Nam thì nó vừa cái khúc này của anh, còn Dạ. trên đây nó có cái turntable nữa đó, để Đẹp mà cái quá bàn tiệc đó thì mình xoay, nhưng mà mình không có xài thì thôi cách anh cất đi thôi đó. không ngồi đây ăn cơm đẹp Ăn cơm thì nhìn á. ra ngoài cảnh này đó, trong gia đình Dạ. còn khách tới thì mình ngồi bên ngoài, Đó nãy giờ chị đang ngồi đây relax. Dạ, đẹp quá chừng ạ. Anh chị trang trí nhà rất là khéo luôn. Wow, còn bên đây nữa. Đây Quá là chừng cái rượu tủ luôn. rượu, Dạ. cái tủ rượu này thì nó anh cũng nói ra mình cũng mắc cỡ, rượu nhiều mà hai vợ chồng không biết uống. Thì cái câu hỏi này không biết uống thì mua làm chi, nói là cái nói thiệt với quý vị, chúng ta không mua gì hết trơn, cái này là bạn bè với khách họ quý họ thương họ tặng thôi chứ không mua gì hết trơn á, không biết uống thì sao mua, đó Tại là vì người ta tặng. anh chị giúp quá nhiều người đi, người ta phải tặng thôi. Cái tụ này cũng hay lắm, trong đây cũng có những chai rượu champagne này kia đấy đó, có người tặng một lần 6 chai luôn, đây một một cái collection đó là 6 chai đó là họ tặng đó. Đây là mình không có một hộp Wow, đó. có khi nào hai vợ chồng như buổi chiều tối lãng mạn ra ngoài ngồi ăn miếng bít tết rồi uống ly rượu nhâm nhi không? Không biết uống. Không uống luôn Anh thì hả? có, dạ anh Nhâm nhi nhà cũng không có anh luôn. có không uống, dạ không uống. Trời, bên đây thì là chỉ có là uống nước ngọt thôi, là thấy nó ngon hơn là đây đây cà phê thôi. Đúng rồi, Đó. ở bên đây cà phê thì thường hả chị ha, để tỉnh tỉnh táo đi làm. Bàn đẹp quá luôn á. Rồi bên đây là cái nhà bếp. Dạ. Đây thì chắc thì Wow. mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau. À. Bên đây đang thích Ồ. màu trắng đi chung cái màu gold này nè, đó. Dạ đúng rồi. Đó thì Mỗi người là có sở nó thích sẽ khác có nhau. cho nó Dạ. màu trắng. Mấy cái đèn này là anh bỏ Có vô cái phải đèn này không? anh cũng tự gắn lên luôn. Wow. Cái đèn này thì gắn lên chandelier này cho cái khu này. Đó, ngay cái nhà bếp này cho nó sáng khi Dạ. mình làm cái kia đó. Anh chị Sáng. chịu khó là trang trí, chịu sưu tầm nữa mới được. Đó. Thì thấy cái mặt này anh Dạ. cũng cho màu gold vô cái khu này À. để hợp với khúc này phải không? Dạ. Đó, đây màu vàng, màu gold trang trí rồi. Mấy cái tượng trên kia cũng vậy nữa. Dạ. Anh thì Đó, thì trên nếu chuyên mà... viên nghiên cứu Amazon mà. Dạ, thì tính ra thì mình có Chuyên ba khu, bây giờ tạm thời đó, ba khu bên kia là màu Dạ. đen và đỏ. Bên phòng ăn thì là màu nâu và màu vàng. Dạ. Đó, bên đây màu trắng đó và màu gâu đó, ba khu ba màu phân biệt ba màu khác nhau Ba màu khác đó, nhau cho đó. nên mình đi tới khu nào mình Đó này cho cảm cho giác mình nó khách phân khác biệt đó, ha. còn qua tới đây nữa là cái phòng Dạ. này là cái phòng tiếng Mỹ là kêu family room, là phòng của gia đình, Dạ. cái phòng ghế mà khám xe cử lúc nãy đó là phòng À phòng khách, ha. phòng khách nếu có khách tới ngồi ấy, còn ngồi ngoài À ha. Đây là phòng còn ăn ở của gia chị. đình này có tivi hay là ngồi ghế massage thì chúng ta có cái phòng này. Dạ. Đây phòng này là phòng family coi tivi đó, Dạ. đây cái bộ ghế massage trong đây À đó. ha. Wow, đẹp quá chừng à. Bộ ghế massage và đây là cái bộ này, bộ ghế này thì bộ bên Mỹ, bên Mỹ thì cái này chắc em thấy nhiều rồi, Dạ đúng rồi. coi tivi thì kêu bằng để mà coi tivi thoải mái thì nó có đồ đây để mà mình đây Dạ. nó ngã lưng ra để mình coi À tivi đó, nằm coi ha. tivi cái Dạ. bộ đây cũng được Mấy bộ này đó, thì ở bên đây bên nhiều đây rồi, bên chỉ đây ở có bên mấy Nam bộ ở nhiều trên kia là ở Việt Nam qua là hơi đó. khó kiếm Đó đây còn ghế thôi. massage, cái ghế này Dạ. có vẻ vừa massage vừa mở mở ra sau, Dạ. đây là bốn phía đều ấy được hết, ghế nào cũng mở ra được để nằm coi tivi đó. Dạ. Đây là cây đào này cũng từ Việt Nam qua, Wow, từ quá Việt đẹp Nam luôn qua, á. Việt Ha. Nam qua Cũng xếp qua luôn á ha. đó, cũng xếp vào luôn. Và Xếp qua. anh nghiên cứu vậy anh phải mua đồ rất là lâu, mất thời gian lắm phải Và không? đây cũng vậy, đây là cái tủ rượu như em nói đó là cũng khách họ bà con quen họ tặng đó. Dạ.
Wow, quá chừng luôn ạ. Đẹp chừng thôi. Đã. Đẹp quá chừng hả? Ở trong đây đồng thời thấy không? Đây đây con ngựa. Con ngựa Dạ. tuổi của anh. Đây là con rồng. À Đây. hả? Đó, đây. À Đây cái đàn, là mấy con thú vật này kia đó. Thú vật, đây cái xe đó. Dạ, đẹp quá ha. Rồi bên đây thì mình trong nhà này có một cái phòng này, anh mua cái nhà này cần cái phòng rộng rộng tại mình hoạt động trong cộng đồng nhà thờ đó, Dạ. thì cần phải có chỗ nhiều khi để mà hội họp trong cộng đồng nhà thờ tới họp nói chuyện tổ chức hội chợ Tết này kia đó, thì là anh có làm phòng riêng cho cái chỗ đó trên đây, Dạ. mời em lên trên đây. Wow, ở đây cũng có quá chừng bằng khen đó anh, phải không? Đây nè, bằng khen này chỗ Ở đây này. là mấy bằng của mấy đứa con học tốt nghiệp đại học. Wow. Học tốt nghiệp đại học. Wow, có dàn trống ở đây, có chỗ dạ vũ ở trên đây luôn hả anh? Là cuối tuần nào cũng có pha đi hết hả? Thì cũng khi mà có tiệc thì mình lên có chỗ để chơi văn nghệ hay là hội họp trong đây Dạ. đó, hội họp. Rồi, quá rộng luôn á. Wow, ở đây em thấy rất là nhiều bằng khen luôn nè anh. Rồi hình nữa. Hình này em nhớ là như của những người này cũng là khá nổi tiếng đây mà em không có nhớ tên à. Rồi Dạ. đây thì anh đây là hình ở trên, đó là hình của Tổng thống Trump với bà vợ là tặng cái hình đó. Dạ. Đây là cái người đứng bên cạnh anh, đây là ông thị trưởng là Bernie Dyer, thị trưởng Orlando. Thị Dạ. trưởng này cũng là mười mấy năm rồi, rất là giỏi, là được bà con có bầu lại mười mấy hai chục năm rồi. Dạ. Còn đây là cô nữ dân biểu Việt Nam Dạ. đầu tiên và duy nhất tại Quốc hội Hoa Kỳ bây giờ, Wow. Congresswoman Ồ. Stephanie Murphy, từ Việt Nam là Ngọc Dung. Cô ấy ở tiểu bang nào anh? Có ở Florida mình, ở là Florida luôn Orlando, hả? Ồ. có đắc cử dân biểu là người nữ đầu tiên trong Quốc hội Hoa Kỳ, thì cổ chụp hình trong cái nhà hàng của anh đó, Dạ. về thăm chụp hình đó. Khi mà cô về Orlando này, cô hay đưa chồng và mấy con tới ăn đồ Việt Nam. Và dưới đây cũng là bà này, là cái bà đây là bà quận trưởng Dạ. của Orange County, quận Wow. trưởng đó, mayor đó. Anh quen rất là Bên đây nhiều. thì cũng có một số nhà báo họ phỏng vấn anh về cái cuộc sống anh đó, Dạ. nhà báo. Và đây em thị trưởng chụp cái hình đó trong tất cả viên chức của tòa thị trưởng tại Orlando. Dạ. Hình này là của họ chụp và họ tặng. Bên cạnh đó là anh được ủy ban xây tượng đài À. tặng anh cái plaque này, về có công đứng ra giúp và gây quỹ để xây tượng đài tại Florida, Oh, và wow. cũng như là mấy cái bằng của governor tiểu bang Florida cũng như là thị trưởng với các quận trưởng kia, họ tặng cái ngày Tết Nguyên Đán mình tổ chức Tết đó, họ Dạ. chúc mừng này kia đó. Wow. Oh, wow, bên đây bằng khen quá chừng nhiều luôn, kỷ niệm chương nữa là em không có đếm xuể luôn đó nha. Thì bên đây thì nói chung ra thì cũng đây là những cái năm tháng mình hoạt động cộng đồng, Dạ. thì đồng hương cũng như các đoàn thể, hội đoàn các ấy, họ thương, họ nhớ, giúp mình, cảm ơn mình, họ tặng Dạ. tặng làm kỷ niệm đó. Thì mấy chục năm thì trong đây chơi, trong đây là có những cái của giúp gây quỹ cho để xây chùa nhà Dạ. thờ đó, chùa nhà thờ Dạ. mà tới để coi cái này năm này, năm 87 87 tới, có phải 35 năm không? Đúng rồi, 87. 35 năm đó, Dạ. 87 tới giờ đó, là xây cổng tam quan chùa Long Vân tại Ồ. Orlando, họ thân tặng Wow. 87 là có cái 885, hồi đó là có cái lâu lắm, là 85 là Từ có lúc cái mà lâu mới đầu ở đây á, là mới đầu anh thành lập đó. đã giúp cộng đồng rồi đó. Đúng rồi đó, 87 là 85 rồi, năm 90 thì anh cũng gây quỹ để giúp cho các chiến sĩ tị nạn trong vượt biên mà kẹt trên các đảo, các trại tị nạn bên Đông Nam Á đó, thì Dạ. mình gây quỹ đó để mà
giúp các chiến sĩ kẻ địch. Có nghĩa là bây giờ là đây là kỷ niệm chương, anh giúp quá nhiều người nên người ta tặng lại cho anh. Long Vân tặng. Dạ. Đây là chùa Tam Bảo Apoka. Dạ. Đây là nhà thờ, đây là cộng đồng. Wow. Đây tất cả mọi đoàn thể, đây là hội cựu quân nhân. Là cộng đồng. Dạ. Hay là đây là hội, đây là hội hội cao niên. Wow. Đó, ở đây hội không quân thì đại khái vậy, mấy hội đoàn thì. Dạ. Họ cũng có cảm tình với mình ấy, họ tặng. Có tích hao ban nhạc bên đây anh cũng có một kỷ niệm nữa, là kỷ niệm là chính em tặng anh một cái đó, đó khi em tổ chức show của em bên đây đó. Dạ yeah, đúng rồi, kỷ niệm chương em tặng cho anh đó, Thị cộng đây là hoa hậu người Việt người Việt thế giới ở Orlando này, tổ chức tại Orlando Florida USA. Yeah. Tổ chức tại Florida USA đó. Đó. Đó là những cái kỷ niệm anh em mình khi hoạt động chung đó thì cũng còn đó. Em cứ nhớ hoài anh Thụy với chị Long, nếu mà không có hai người là em không tổ chức được. Bên đây thì anh xuống dưới Tam Pa thì tổ chức cho tu viện pháp viện Minh Đăng Quang đó, dưới Tam Pa thì thầy đó cũng tặng. Đại khái những cái này giờ những kỷ niệm thôi. Kỷ niệm thì mình già rồi, sống những kỷ niệm thôi đấy. Những kỷ niệm này không mua bằng tiền được. Còn bên đây nữa, hình gia đình anh hả? Dạ, gia đình. Dạ. Em bà xã anh là thời còn trẻ đó phải không? Đẹp quá ha. Hình anh chị, cái này cũng mười mấy năm trước. Hình này là anh về Việt Nam, đây là tổ chức cái để đại thọ cho bà cụ. Năm nay là bà cụ 97 tuổi. Dạ, mới đây đó hả anh? Nam, ở bên Việt Nam. Mới đây bên đó 30 thuộc, dạ. Thì anh về tổ chức tất cả anh em có mặt đây, bà cụ 97 tuổi cũng được phải nói là nhờ ơn trên mà cũng rất là khỏe mạnh. Dạ. Khỏe mạnh. Đây một hình kỷ niệm anh chị chụp trong cái đài SPTN ở bên Cali đó. Mới đây đó ha. Dạ. Đó mình làm kỷ niệm thôi. Và đây là những em thấy những hoa hậu ở Florida này đó mà cũng kỳ bạn tổ chức thi đó. Rất là nhiều kỷ niệm ở trên đây, đây giống như là một phòng văn phòng kỷ niệm của anh ha. Ở đây nó là ông Scott. Đây là thống đốc Scott khi mà đắc cử vô thượng nghị sĩ thì cũng có trở về Orlando thăm anh và cũng tặng cái này với ký tên là đó là thượng nghị sĩ Rick Scott. Đây là một anh basketball player của đội Orlando Magic. Tặng anh nguyên trái bát bò. Anh này là chơi bóng rổ chuyên nghiệp của Orlando Magic tại Orlando. Có vô tiệm nhà hàng ăn. Tiệm nhà hàng ăn và quen bạn tặng trái bánh có ký tên nhận. Cái tên nhận từ trên đó. Đó thì phòng này đại khái để mà mình hội họp. Nếu mà ăn tiệc thì có thể mình lấy bàn ra mình xếp được cả trên 60 người. 60 người ngồi trong đây. Giờ mình xuống hồ bơi. Dép em đâu em mang vô luôn? Em mang dép ngoài được rồi anh. Mấy dài nó cao mỗi chân. Cái anh chị đặc biệt rất là thích hoa lan ha. Em thấy hoa lan cũng khá là nhiều. Thứ nhất là hoa lan, hai là cái màu vàng, thấy nó là sống động, nó vui lắm. Dạ đó, đúng rồi. Thay vì màu nó nặng nề, màu tím cái nó hơi buồn. Hơi buồn, dạ. Nó vui, đó. Thì chọn những cái màu đó lên cho nó sáng, nó vui. Dạ. Wow, cây mai rất là to luôn á. Wow. Cây mai. Vô nhà anh Thị là nhớ quê hương rất là nhiều luôn á. Thì ai cũng vậy, mình đi xa mình cũng nhớ quê hương mình, thì có những cây làm kỷ niệm vậy đó. Dạ. Thì anh cố sưu tầm về đó. Nhà có cây mai và cái bình rất là đẹp đó, bỏ vô đây. Cây mai này là anh mua ở đâu? Em thấy Orlando hình như không có. Orlando mình không có, mà Việt Nam mang qua thì nó cũng không có thấy họ bán, nhưng mà tình cờ anh đi một cái đại hội bên mới đây năm vừa rồi bên Dallas anh vô một cái mall bên Dallas. Dạ. Thấy cây đẹp quá. Wow, thì yeah. Anh mua. Thì nó cũng không có mắc, anh mua cho nó cái giá thì đó là 800 đô. Vậy đó hả? 800 đô và cỡ chừng 1-200 tiền shipping đi máy bay đó. Bỏ vô cái thùng đó thì shipping 1-200 nữa là mình có cái hoa rất là đẹp. Đúng rồi, chuyển về thì hơi cực ha, nếu mà mua gần thì nó khỏe hơn.
chuyển về máy bay rồi anh ngoại anh quá chừng đẹp luôn, cái chậu cũng quá đẹp luôn kìa, nhưng mà em thấy cái chậu rất là đặc biệt. Cái chậu này chậu riêng đó, quý vị muốn là phải đặt cái chậu chậu riêng. Chậu riêng nó mới ra như vậy, cái của họ thì cái chậu này là căng như vậy thôi. Chậu riêng. Dạ. Cái chậu này có nghĩa bà họ làm. Dạ. Đẹp ạ. Đưa cái màu cho họ, cái màu mình thích á. Là họ sơn lên như vậy. Dạ, rất là đẹp. Rồi, bên đây cũng vậy, thấy cây những chậu này đó. Cây hoa giấy đó, thì thích cái màu nào, cái màu này là gia đình thích nhiều nhất, nhờ cái màu nào cũng có hết. Một màu, cái xíu qua đây sẽ thấy mỗi chậu là màu cho nó có cái bộ sưu tầm các màu đó. Ở dưới đây rất là relax luôn ha, ngồi ở đây tối anh chiều anh ngồi ở đây anh nhìn ra đây là đẹp lắm rồi. Ngồi uống cà phê rồi đọc báo sáng là tối uống cà phê rồi nhìn ra ngoài phía sau rất là yên tĩnh. Rất là relax luôn. Buổi sáng thì qua bên kia ăn sáng, chiều ngồi đây uống cà phê. Cũng thiết trí đèn này kia đây là tối ban ngày đèn này tối lên đèn đẹp. Dạ đúng rồi. Đủ ánh sáng ha. Anh hồi lúc mà em đi á là anh về đây chưa? Anh về đây thôi. Ồ anh vậy về hả? Rồi, anh về đây là 4 năm rồi đó. Cũng lâu lắm anh em mình mới gặp nhau á. Rồi khi mà em làm cái show cuối cùng em ở tại Dr. Philip á. Dạ. Center đó là lúc đó như là anh mới, cũng là mới mua cái nhà này. Đó cũng 4 năm rồi. Dạ. 4 năm hay là ở bên hotel bên Radisson. Đó, dạ đợt đó có anh rất là vui. Đợt sau anh mất đi về Việt Nam. Dạ. Dạ. Ở đây á, cho anh trồng cũng rất là nhiều cây ăn trái rồi cây cảnh nó đẹp quá ha. Bây giờ tí xíu thì anh sẽ đưa coi trước vườn sau cây ăn trái tại vì mình người Việt Nam đó mình trồng cho nó vui. Cây ăn trái của mình trồng ở đây đó là cái dạng về hưu là cho nó đỡ buồn chứ không phải là buôn bán gì hết trơn á. Dạ đúng rồi. Buôn bán có cho đỡ buồn. Người lớn tuổi cây ăn trái về đi làm về coi cây, trồng cây, lo cây là nó cho nó giải sầu và nó cái bằng là nó giảm căng thẳng của đời sống. Đó mục đích chính là nó vậy. Cảm ơn anh Thị nhiều quá ha. Ly cà phê anh đây Thị... tặng em uống ly cà phê. Ok. Bà anh Thị em... là với lại hai vợ chồng anh chị cũng là chủ nhà hàng của rất là nhiều nhà hàng rồi. Mình cà phê Win Win đi rồi rất là nhớ cà phê của ẩm lực. Em muốn thử. Rồi, anh em mình. Dạ. Wow. Hương vị tuyệt vời, không có đặc biệt đúng. Không em đi mua nhiều nơi rồi không có nơi nào giống như của anh Thị hết. Đúng vậy, tại vì cái cà phê của anh cũng như là cái vợ nhà anh đó đã từng được lên đài TV của ông Guy Carey là một người sếp nổi tiếng nhất trên thế giới về đưa dắt đồ ăn của đài truyền hình toàn quốc Hoa Kỳ. Ông tên là Guy Carey mà ông đầu bếp mà có cái tạch màu nâu nâu đó, màu bang bang đó. Wow. Ông rất là nổi tiếng, tới tiệm anh, ông đã ăn phở, ăn ở Việt Nam, quá thích. Và đưa lên TV cũng như cà phê đó thì là mình cũng rất là dịch đó. Dạ. Em rất là vui được chúng ta anh chị pha đi cà phê rất là ngon. Bây giờ mình đi tham quan khu vườn anh chút và mình quay lại nói rồi. Về cuộc sống của anh như thế nào nha. Thì bên đây mình ra phía sau cái pergola này để mình coi một số cây cảnh. Hôm nay á, bên đây là trời mùa đông nhưng mà Florida rất là ấm áp, không có bị lạnh. Đây cái nhà này nó có mái ở trên thì không sợ nắng như sẽ mưa. Phía sau này chúng ta có một cái khu này để cũng như là ngồi nói chuyện uống cà phê đây nhìn cảnh ra ngoài được. Có cây mai nữa là em tới nhà anh là thấy không khí Tết Việt Nam tới rồi đó. Cho nó sáng sủa. Phía sau này là cái sân golf đó. Mà cái lỗ này là cái lỗ số 18 là một trong những lỗ mà phải nói là nó cao điểm nó tốt nhất của cái sân golf. Lỗ số 18. Buổi sáng nếu mà nếu mà muốn đánh golf thì có xe đây. Wow, có sẵn luôn rồi. Chạy bên kia là mình chơi golf rồi. Rồi ra đây thì các chậu
cạnh trồng cây các cây ăn trái bên em. Yeah. Đây là cái cây hồng, cây hồng thì mùa đông thì nó rụng lá, nó ngủ. Đúng rồi. Cây ớt cũng bị như vậy. Uh-huh. Đây là cây quýt. Cây quýt đây là cây hoa giấy có hai màu rất là đẹp, màu hồng và màu trắng. Đây là cây na và số cây ăn trái. Em thấy nhà anh trồng toàn là mấy chậu rất là đẹp, mấy chậu này rất là đắt tiền không à. Nội mà dàn cây anh trồng là cây ăn trái với lại là chậu không biết bao nhiêu tiền mà nói nha. Thì cái chậu này nói em nói đúng, tại cái chậu này bên Mỹ nó không có, tại vì Việt Nam đưa ra tiền cước chết rồi, không có đưa được, nó không có thực tế. Dạ. Thì chậu này họ làm bên đây mà biết bên đây mà làm một chậu này là mất một tuần lễ một cái chậu. Wow. Tại vì phải làm xi măng rồi phải đổ vô khung, xong phải chờ cho 3 ngày nó khô mới lấy ra mà mài lại cho nó bằng, sau nó sơn hết một tuần lễ. Thì yeah. Tưởng tượng tiền công một tuần lễ ta làm bao nhiêu tiền. Người ta làm một tuần lễ ra được 1-2 chồng cũng không có nhiều đó. Thì ông này cũng quen và người ta làm các những chồng theo ý quen, anh đưa màu cho họ làm. Thì cái giá của nó trung bình cỡ chừng là 500 đồng một chồng đó. Nếu mà quý vị nào thích thì có thể tôi giới thiệu cái người đó đem đồ này. Nhưng mà rồi em đâu có chạy và trở về Louisiana được. Đúng rồi, nó khó là khó cái đó. Dạ. Đó. Anh này thì có một chùa ở bên, anh nói có một chùa bên Cali có mời anh qua nó sống bên đó 3 tháng. Họ bao ăn ở để mà làm cho chùa 40-50 cái chậu bên chùa bên Cali. Nhưng mà anh nói anh có công việc làm tại Orlando không có thể đi được. Đó thì nói vậy là cái nhu cầu bên đây họ cũng thích những cái chậu cảnh này nhiều lắm. Nhưng mà nó hiếm. Nhưng mà anh may mắn tại là bạn anh quen thì họ làm cho anh cũng được mấy chục cái. Wow. Mấy chục cái. Trong vòng cả năm trời thì được mấy chục cái làm sưu tầm. Dạ. Như thấy bên đây là mình có, đây là cây nhãn. Ồ, cây nhãn này có bông. Đó, cái đang có bông. Nó đã ra trái chín hay là mình ăn được mấy mùa đây em? Wow, vậy đó. Mà em thấy vừa rồi mình bị cái cuối tuần vừa rồi đó là rất là lạnh xuống zero độ. Ồ. Nó cái bông nó rụng hay sao anh? Đó, zero độ thì nó không có chết là may rồi, thì từ từ nó ra. Dạ. Nó ra đây ra trái đó. Uh-huh. Vậy là tốt. Rồi bên đây thì là mình có đây là cây xoài. Dạ. Này cũng rất là trái, rất là bự, rất là ngọt. Tháng mấy mới có trái? Cây kỳ vừa rồi chắc không có được 60 trái. Mà khi ăn cái cây này mình không ngờ, mình may mắn là mua được cái cây xoài quá vừa ý luôn, quá ngọt luôn á, thích lắm đó. Sợ mình mua về mình mua sai loại đó, đúng rồi, xuống là mất công. Và hai cái này là giống nhau. Bên đây thì mình có cây vải. Cây vải này của anh lớn vậy đó hả? Cây vải lớn rồi, cây vải năm ngoái thì cũng ăn được cỡ chừng 40 pound. Wow, sướng ha. Đó, em đang trồng cây ở bên đó không biết chừng nào mới có trái luôn. Không, tại vì khi anh mua cái này 4 năm trước là anh mua cây nó lớn nó sẵn rồi, nó có hoa rồi, nó có trái rồi. Nó hơi mắc xíu thôi, đó chứ phải mua lại mấy chục. Mắc xíu thôi là nếu có tiền thì anh cũng lớn tuổi không có thể mà mua cây nhỏ về trồng. Nó lâu quá thì mình ở thôi, mình đã nghèo chứ nghèo luôn. Nghèo. Mình mua cây nó mắc tiền xíu, nó có bông có trái luôn rồi, mai mình trồng lên thôi. Uh-huh. Mấy cây kia cũng vậy, là có bông có trái hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Bên đây là một cây ít ngày khó lên, là đây là cây bú sữa. Đúng rồi, cây này là rất là quý nè. Em chưa bao giờ đi tới nhà nào mà có cây vú sữa hết nha. Ở đây đó, sữa nó chưa lạnh không được. Không chịu lạnh được mà. Cái này em không trồng được 3 năm rồi, nó lớn lên như thế này. Lớn rồi. Nó có nụ, nó có hoa đó, là năm nay sẽ ra trái. Nó vú sữa tại nó chưa lạnh mà mình phải trồng sát bên nhà. Hai bên nhà này không bị lạnh nhiều lắm. Vú sữa rất là mắc tiền mà không ngon nữa, ăn không có ngon nữa. Wow. Bên kia là một dặm những cây cam. Dạ. Và trồng nhiều nhất là cây mãng cầu. Dạ. Mà xã thích mãng cầu, mà trong nhà trồng được cỡ chừng 15-16 cây mãng cầu. Mãng cầu tốt một cái là gần Tết nó có trái mình cúng. Đúng, nó cũng được đó. Dạ. Hơn nữa ngoài chợ thấy mãng cầu nó bán, họ mua ngoài đó tới 10 đồng mấy đồng một bao. Dạ, đúng đó, rồi. Một trái là cả chục đô. Đúng rồi. Đó. Mình trồng nó rất là dễ. Còn thiếu trồng 1-2 cây thanh long nữa. Đúng rồi, có thanh long mà. Có hả? Có cái thanh long. Trồng nó ra nhiều quá thôi phải đem phá. Ồ vậy đó hả? Phá. Anh trồng ít thôi hay không có trồng nhiều, đặng có Tết có trái để mình cúng á. Wow, vườn trái cây của anh trồng
mới có mấy năm mà quá chừng trái luôn, quá chừng cây có trái rồi. Đây là một cặp hồng, hai cặp giống nhau hai bên cái pergola này. Dạ. Cái hồng này cũng vậy, cây hồng thì là tới cái mùa đông đó là nó ngủ, còn qua tới tháng 2 tháng 3 thức dậy bắt đầu lá ra lại. Cái cây này tiếng Mỹ kêu bằng là cocktail fruit, mà Việt Nam mình không có biết. Cocktail fruit có nghĩa là gì? Trong một cái cây này á, nó ra cho mình tới 5 loại cây lận. Đây là một đây là cây chanh, rồi cây cam, rồi một cành thì là bưởi, một cành là cam, một cành là chanh. Wow. Một cành là đó, thì 5 loại khác nhau trong đây. Họ ghép lại chứ gì không anh? Đúng vậy. Đây là cam rốn nè, Navel Orange cam rốn. Còn đây là grapefruit. Đó là trái bưởi. Cái bưởi ở đây là một cây này là cây tangerine, là cây quýt. Cái cây này là cây quýt. Đó, có 5 loại khác nhau trong đây. Cây này chắc đắt tiền à? Đúng rồi, cây này là nó mua được 350. Wow. Nhưng mà nó tốt cho những gia đình nào mình không có đất đó. Mình trồng một cây xuống là ra 5 loại trái khác nhau. Nó ra được mấy loại trái cho đó, anh rồi? 5 loại trái khác nhau. Đó, rồi là kêu bằng cocktail. Một thì mùa là nó ra 5 loại một lượt luôn. Đó, một lượt. Wow. Mỗi cành nó lại khác nhau. Bữa nay nó còn trái cam với lại trái quýt hay gì phải không? Đó, trái quýt rồi, đây đó mấy trái khác nhau hết trơn đó. Dạ. Bên đây bưởi Việt Nam mình đó, bưởi Thanh Trì đó. Wow. Sao anh có giống hay vậy? Đó, nhớ nhiều lắm. Cái cây này trồng giống chậu mà mình lo thì nó cũng ra trái rất là tốt, coi này, hoa ra này. Không, ý em hỏi là anh mua giống ở đâu á? Nó mua giống tại vì có người quen làm sữa nursery. Đó thì là họ để cái giống bưởi Thanh Trì cho anh. Để trên đây thấy hoa nó ra này. Quá chừng trái luôn ha. Và cây bưởi thì là một chậu màu khác nhau. Cái cam vừa rồi ra rất là nhiều trái. Vậy đó hả? Mới rơi xuống. Dạ. Bên kia là cây này là cây mãng cầu nữa. Đó. Rồi cây này cây vải. Cây nhãn này cũng trái nhiều lắm. Wow, dàn cây ăn trái của anh thấy mê luôn ha. Cây nào cũng có trái hết rồi, mới trồng thôi. Wow, cây cóc này dễ thương quá. Này anh không che nó lại, giờ nó khô queo hết rồi. Đó, quá chừng trái luôn. Mới vô lạnh tuần rồi, wow. Trái rất là đẹp. Tí xíu để cắt em tặng cho em. Anh nhớ là cây này là cây sung phải không? Hai cây bơ. Cây đây cây bơ. Dạ, có trái, có bông rồi nè. Đúng rồi, cây bơ đó. Dạ, cây bơ của anh đó là có trái chín lần nào chưa hả mới? Đó, cây bơ. Và đây là cây tiếp tục đây là cây, đây là lớn là cũng là cây mãng cầu nữa. Dạ. Đây thêm một cây bơ nữa. Cái bơ nữa, cây này là cũng có trái đó. Có trái rồi đó hả? Đó. Wow. Anh nhưng mà sao anh có bỏ phân phân gì mà trong chậu mà nó vẫn có trái nhiều? Bỏ phân, anh cũng học cách người ta chỉ phân một năm mình bỏ hai mùa. 6 tháng bộ lần bỏ một cớp xuống và tưới nước thường xuyên. Cây này cây sapoche cũng ra rất là nhiều trái. Tại bây giờ mình đang là mùa đông thì không có thấy. Anh mua cây này như em thấy trên mạng mắc lắm á, khoảng vậy. Dạ. 300 hả? Cũng cây nào cũng 300 hết. Nó lớn sẵn rồi. Mình mua về là có trái luôn. Cũng có trái luôn. Thì có tiền thì mua cái này. Dạ. Không tiền mua cây em luôn. Em tính mua cây sapoche đem về bển không biết trả được không đây. Đó. Hồi lúc mình mới mua chắc nó ngắn hơn hả? Không, nó cũng bằng 2/3 đó. 2/3 tới đây. Chở vô xe sao chở không được chứ. 2/3 mà trái ra quá chừng luôn. Đó. Tại lựa cây có trái sẵn. Tại anh nói là mình cũng lớn tuổi rồi, không có chờ 5-7 năm cho nó lấy. Anh còn trẻ quá chừng mà cứ nói nãy giờ cứ than lớn tuổi vậy. Đó là cây cam rốn. Cam rốn. Dạ. Hồi anh cho em cái địa chỉ bán cây này nha, em đi mua cây này. Dạ. Cây này cũng vậy, thấy không? Trong chậu không mà nó tốt. Cái này nó có 20 trái này, còn trái nào. Còn trái lủng lẳng kìa. Trái này để tới gì không? Tới tách. Tết âm lịch thử coi được không? Đó, thái vô chân. Năm ngoái được mấy chục trái. Còn đây là cây ổi. Nè em đợi mình thấy cũng có trái rồi đấy. Dạ đúng rồi, nhỏ vậy mà có trái rồi. Có trái. Có trái. Có trên lắm. Có trái lớn lớn rồi kìa. Đó, có đó, có trái. Nó ra quá trình luôn á.
Bây giờ cái mùa này mùa đông. Dạ. Cái này hơi buồn xíu, đây là cây này cây măng cầu. Cây măng cầu mình hay làm sinh tố đó. Dạ. Măng cầu măng cầu xiêm hả? Dạ đúng rồi, măng cầu xiêm. Măng cầu ta đó. Cầu xiêm cái này nó rất là khó trồng nha. Dạ đúng rồi. Đó mà trồng được như vậy. Nhưng mà ăn trái cũng mắc tiền lắm rồi nha. Đúng rồi. Wow, măng cầu quá chừng kìa. Một trong này măng cầu có trái hết. Còn rồi là cái nào cũng có trái hết. Nhỏ vậy mà có trái rồi đó hả? Bây giờ nhìn nó hơi buồn xíu thôi. Nhưng mà cái nào có trái chứ. Nhưng mà trái nó là mùa hè phải không anh? Cũng lớn đó. Mùa hè phải không? Dạ mùa hè đó, mùa hè đó. Dạ. Cái này là cây mật. Cây mật. Cây mật ăn cũng được mấy mùa rồi. Bây giờ nó là có ra trái nữa nè. Mà mùa đông mình bắt đầu ra trái nữa. Dạ, wow. Cưng ha. Ở đây mà trồng được mấy cây này có trái là cưng lắm luôn á, là quý lắm luôn á. Nhưng mà người ta nói Florida là xứ sở trái cây, trồng dễ tại vì không có lạnh nhiều. Không lạnh nhiều nữa. Dạ. Bởi vậy mình ở đây là bởi mấy trồng này là cây của em hoa giấy. Dạ. Cây này chưa ra bông nhưng mà có một số ra bông. Dạ. Chiếc xe này em thấy đẹp quá, nhưng mà em cái hiệu này em cũng ít có thấy lắm, hình như là lần đầu tiên em thấy cái hiệu này á. Cái xe này là Jaguar thì cái loại xe này nó chạy lẹ lắm. Ồ. Mạnh lắm, thì con này có báo mà. Xe này tại em không để ý thôi chứ trên đường cũng nhiều lắm. Chắc vậy quá. Bây giờ xe này là của Anh Quốc. Ồ. Hiện tại bây giờ ông Thủ tướng Anh đó đang chạy xe này đi làm. Ồ, vậy đó. Đó. Có hãng này không? Có hãng cái này ở đây. Hãng bên đây có nó, chỉ là có cái dealer thôi, cái hãng cái chế là bên Anh. Ồ, hiền gì. Cũng cùng một cỡ loại xe Porsche. Xe Porsche của mình đó. Dạ. Nó trên hàng Mercedes một bậc. Anh mua là anh phải order online. Không, cái mua này mua ở đây. Ồ. Mua ở đây thôi, nhưng mà nó có bán trên Mỹ, nó có những cái dealer nó bán xe này chứ. Và bán và service xe này tại Orlando luôn. Ồ, có đi là. Đó. Dạ. Đây là bản số xe thì có là cờ. Hồi nãy gì à? Chiếc xe này là thường anh lái hay bà xã anh lái? Xe cho bà xã. Bà xã anh á. Dạ. Thích lái nhanh lắm hay sao anh phải mua chiếc xe này để cho chị chạy nhanh? Trong đây bà thích cái màu hồng, trong đây anh biết là. Dạ. Trong đây có cái kiểu của bà là mấy ghế ngồi màu hồng này kia thì nó rất dễ thương. Màu hồng tên của chị. Dạ. Đâu phải không? Dạ. Đó, em đi thấy cái. Dạ. Màu hồng này. Thấy không? Dạ. Màu hồng đó hả? Wow, màu hồng nhiều quá ha. Xe là hết màu hồng hết. Em mê cái dàn kiển, cây kiển nhà anh quá, cây ăn trái rồi kiển luôn nè, đẹp quá ha. Đó, đây là mùa đông nha. Hè nó ra thì hoa giấy là một lần hoa nó ra, một năm nó ra tới 9-10 tháng rồi. Đó, chăm sóc 9-10 tháng nó ra rất là lâu. Lâu vậy đó hả? Đúng vậy. Wow. Đó, 9-10 tháng nó ra hoa cho mình thường xuyên, mà chăm sóc cũng rất là dễ. Nó có thể là chịu khô được, mình quên không tưới nước á, nó cũng không có chết gì, mình để bỏ bê nó cũng không sao. Dạ. Đó, cây hoa giấy nó đỡ cái đó. Đây là một cái chậu hoa giấy. Nguyên một chậu này và những cây hoa giấy, một cái bụi này ra đó, có một cái dáng đặc biệt của nó. Không phải một cây như bên đó mà nhiều cái cây khác nhau. Nó ra hoa trên đây, ra đều trên đây hết. Đó, cái mùa này là mùa ít hoa cho ra nhiều hoa là nó phủ hết rất là đẹp. Đó thì cái cây này và cái chậu này thì một người bạn họ tặng cho anh. Wow. Đó, người bạn họ làm trong nghề nursery họ tặng. Dạ. Yeah. Anh Thị giúp nhiều người cho nên người ta tặng anh Thị cũng nhiều đồ. Rồi, bên đây là chiếc nhà thằng thấy. À hả. Thấy qua mùa lạnh cây này bắt đầu chết. Đó chết mùa lạnh chứ có hoa ra cũng đẹp lắm, hoa hồng đã chết tại mùa. Nhưng mà tới mùa ấm nó sống lại không hay sống là mình lại. Phải cái này sống lại. Dạ. Và cây hoa giấy này cũng vậy. Nó rất là đẹp tại hoa lây là cây này là cây bonsai. Một cái cành bự như vậy này nhưng mà nó ra những một cái thân bự, nó ra những cái cành nhỏ thôi, bonsai. Đó, nó ra hoa rất là đẹp. Em thấy bông giấy ở trong chợ Home Depot bán cũng có nhiều. Nhưng mà bonsai như thế này chắc bonsai phải qua mua cả. Ở Việt Nam, khu Việt Nam. Bonsai này nó quý lắm. Dạ, quý. Đúng rồi. Em không có thấy bonsai như thế này. Đó. Wow, đẹp quá ha. Họ mà làm cái bonsai này là mất rất là nhiều thì giờ. À hả. Thấy không? Một cái thân như vậy thôi.
đó, hoa giấy thông thường thấy nó ra tùm lum tùm la trên, nó khó mà kiểm soát nó lắm. Mà là một cái thân dày có hình dạng như vậy, cái này cũng mất mấy chục năm. Dạ. Đó, thì cây này thì nó rất là mắc đó, cây này có thể tới là bạc vài ngàn là thường đó, tại họ bỏ quá nhiều công. Dạ. Mình đã nói là nếu mà chơi cây bonsai là mình không nói cái giá trị đó được. Quá nhiều công, mấy chục năm mà giờ bán vài ngàn không biết có bỏ hay không. Đó, đây một cặp này mà cây này ra giấy ra bông rồi, cây này là bắt đầu ra. Dạ. Đó, một cặp như vậy đó. Wow, đẹp quá chừng. Bây giờ là em qua chỗ anh rồi, bây giờ em đi kiếm một mấy cây bông giấy này chắc cũng kiếm không có được. Rồi như cái cây này anh thấy không? Dạ. Cái này thì cái mùa lạnh vừa rồi hoa nó chết. Dạ. Hoa nó chết tại vì mùa lạnh cuối tuần vừa rồi đó. Dạ. Lạnh nhất trong mấy chục năm mà. À-ha. Thì nếu em đi sát đây em thấy đây một cái cành. Ờ. Cái thân rất là nhỏ. Anh uốn nó xuống. Ờ. Anh uốn nó xuống thấy không? À-ha. Có sắc thì anh uốn nó xuống. Nó ra những cái cành như vậy, nó tỏa ra một cái thân bự dày mà cái cành nhỏ ra bông rất là đẹp. Đó, mà cái cây bên đây thì là làm ngược lại, anh uốn ngược lại vậy đó. Ồ, cho nó hai cái nó đối nghịch với nhau. Bên đây là một cái thân đưa ra, nó ra một cái tàn ở trên là hoa. Dạ. Đó, cây đây lại ngược lại, đó ngược lại. Một cái thân ở giữa nó ra cái tàn như là hoa. Cái này là anh mua thường rồi anh đem về anh uống lại phải đó, không? Đó. Dạ. Như là cây châm này nó cũng cây hoa giấy này anh đang làm là nó có hai màu. À. Màu hồng màu đỏ. Anh tự làm luôn hả? Tự động nó cũng cái chỉnh nó lại. Đó. Cái này em thấy thường có nước phải không? Có đúng nước rồi, cái là... này cái là cái có water fountain, có nước đó. Wow, đó. Em thấy nhà anh á đặc biệt là thích Mercedes nha. Quá chừng Mercedes luôn, mà hồi nãy em mới tới là nguyên một hàng Mercedes ở ngoài thấy ngợp luôn á. Đây thì có một cái nữa là đứa gái nó chạy thôi. Dạ đúng rồi. Wow. Mà đặc biệt một cái nữa là màu trắng không? Dạ, màu trắng. Dạ. Màu trắng. Anh mấy loại hoa giấy này là anh mua của người Việt Nam với lại người ta tặng anh không đó phải không? Chứ đâu có mua trong Home Depot phải không? Việt Nam. Cái hoa giấy này á thì là cũng vậy, anh cũng về chỉnh lại cây này nữa, thấy không? Màu này ra màu tím nè. Dạ. Rồi đây là ra màu đỏ nè. Cái này có ba màu, rồi đây ra màu hồng nè. À. Dạ. Thấy không? Màu hồng nè. À. Đó màu khác nhau. Dạ. Rồi trong đây cũng vậy, mấy hoa giấy này thì cái bùi mấy cây kia ba cái này nó bắt đầu nó thay lá, thay bông. Dạ. Bữa trước thì nó ra đầy ở trong vậy đó. Dạ. Đấy ra theo bông thấy nó bớt. Dạ. Đó. Rồi bên cạnh nhà thấy cái này như vậy nè. À ha. Dạ, cây này đẹp quá ha. Cây này chắc lâu năm lắm luôn. Rất là lâu năm. Dạ. Nó ra bông rất là đẹp. Rồi bông nó rơi xuống như đây nè. Quá chừng đẹp luôn á. Đó. Đó, những cái này đó là hàng xóm mà tới thấy nó ra bông mà nó che hết cái lá, thấy bông không? Hàng xóm nhiều khi là tới họ dừng xe lại họ mỹ chụp hình. Dạ đúng rồi. Chụp hình thôi, tại đẹp quá. Tại vì em thấy là hoa giấy ở bên Mỹ người ta bán đâu có giống vậy đâu, bông sai giống như mình đâu. Dán trên đó. Mình về phải họ làm bonsai lại. Nó ra thân như vậy là mấy chục năm trời đó các bạn. Dạ. Anh mời chị ra em chụp anh với chị tấm hình ngoài trước nha. Thumbnail nào ha. Dạ, chưa. Anh hồi nãy giờ em có thắc mắc một điều là chiếc xe Mercedes thì có thể em đã thấy nhiều rồi, nhưng mà chiếc xe của bà xã anh á, thì đặc biệt là em chưa thấy bao giờ. Anh có thể mở cốp xe để em coi phía bên trong như thế nào không? Dạ, cái xe này thì anh nói cái xe này là cái xe Jaguar, là một xe mà nó chạy rất là lẹ. Wow. Cái xe Porsche đó nó lẹ lắm. Vậy nó đó rất hả? Là máy rất là mạnh, nếu mà chạy trên đường phố mà có ai mình muốn qua mặt thì mình vô cả là qua mặt người ta liền. Vậy đó hả? Nó là cái loại xe này, xe chắc qua là cái biểu tượng của con báo mà. Dạ. Con báo nó phóng đó. Khoan, em hỏi câu riêng cái anh mua chiếc xe này cho bà xã anh nặng, khi nào mà bà xã anh đi ra ngoài là gọi điện thoại cái là anh phải dù về liền cho anh á. Phải không? Xe này thì mình muốn cho nó khác xíu thôi. À. Nhà tại cũng 4 năm cái xe Mercedes rồi. Dạ. Thì xe này cho nó khác, cho nó là xíu. Vậy đó. Một xe này bên cạnh đó thì anh cũng có một xe van này làm chuyện cộng đồng nhà thờ đó, luôn luôn trong đó là nó trống trong đó, rồi có ghế rồi chở 5-7 người để chở đồ này kia, đồ đạc kia, bán nhạc kia đó. Dạ. Có cái trailer để mà kéo trailer đi bánh nhạc làm show này kia thì có phải có cái xe này thêm xe lớn này nữa. Dạ. Thì rồi mình vô đây coi cái này đây. Dạ. Wow. Đây thì cái màu hồng. Thì trong đây là màu hồng hết. Màu hồng hết rất là đẹp quá ha.
băng ghế ngồi, tay lái đã màu hồng. Dạ. Và cái kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu cũng màu hồng hả? Wow. Cái này là đúng là tên của chị nè. Những cái nóp mà mặt này kia dưới đó là màu hồng rồi. Hồng hết đây. Đỏ đầy. Dạ. À, còn tên với chị đấy. Vô coi bên đây phía sau lưng này đó cũng vậy. Vô xe là biết bà xã tên gì, ấy biết bà chủ, biết bà chủ xe tên gì á. Dạ. Mình thích màu hồng đó. Dạ. Màu xe sport nè, xe thể thao. Dạ. Dạ. Em chào anh nha, hồi nãy giờ thăm nhà của anh á, rất là đẹp, em rất là mê vườn cây của anh luôn á, với lại mấy bộ đồ cổ, đồ ghế của anh á, đồ cổ đó, làm cho em rất là nhớ tới Việt Nam mà nhớ tới những ngôi nhà nhà sang trọng thời xưa đó ha. Rất là đẹp. Rồi bây giờ á, em có thể phỏng vấn một anh một chút nha. Hồi nãy em có nghe sơ sơ anh nói là anh qua Mỹ năm anh 22 tuổi. Thì anh đã làm việc cực lực như thế nào để đã có được ngày hôm nay? Anh có thể bật mí một chút không? Thì phải nói là những người qua năm 75 đó thì đưa đẩy mình đi, tại vì cái sự một biến cố tại Việt Nam thôi, chứ không ai muốn rời bỏ quê cha đất tổ hết. Thì qua đây năm 75 phải rất là chật vật và khó khăn. Từ lúc đó là trên nước Mỹ này không có người Việt Nam sống đây để mà giúp đỡ hướng dẫn cho mình. Thì mình phải làm, mình phải cái gì cũng học hỏi từ đầu hết, nó rất là khó khăn. Nhưng mà mình qua, vượt qua được cái thời gian đó đó, sau này thì mình thấy nước Mỹ là một đất nước có cái cơ hội cho tất cả mọi người nào muốn thành công mà chịu khó làm là sẽ đạt được tất cả. Đó là con đường anh đã qua, bây giờ đã 47 năm. Thì những gì mình có ngày hôm nay á, là nhờ cái kết quả những năm vừa qua mình phải hy sinh thôi. Yeah. Anh có thể cho em biết không, trước đây thì em cũng đã biết sơ sơ về anh là anh là chủ của rất là nhiều một chủ nhà hàng khác nhau và rất là thành công ở Orlando này, không những cho người Việt mà báo chí địa phương, đài truyền hình của Mỹ đều đến phỏng vấn anh rồi cho lên đài, rất là nổi tiếng luôn. Thì anh có thể bật mí cho em một chút là anh học nấu ăn từ ở bên Việt Nam hay là qua đây rồi anh mới học nấu ăn? Dạ, câu hỏi rất là hay. Phải nói thẳng đó, khi ở Việt Nam qua Mỹ đó, anh không bao giờ nghĩ là mình học nấu ăn hay là làm chủ nhà hàng hết. Hồi đó còn trẻ, bên Việt Nam đúng là anh học luật, anh học luật được 4 năm, qua đây trở lại tiếp tục học. Thì nếu mà em hỏi thì anh cũng nói cái đây là cái sự thật 100%. Và một cái kinh nghiệm mà anh đã qua, anh muốn chia sẻ lại một cái kinh nghiệm này cho tất cả các đồng bào, các người Việt Nam khác thấy anh đã trải qua cuộc đời như thế nào. Khi qua đây đó, năm 75 đó, thì là muốn lên xin ngữ anh ngữ thì cũng có rất là cũng có, tại anh học Đại học Việt Nam rồi, chứ không phải không, có cũng ăn nói được. Nhưng mà khi năm 75 qua đây mà đi xin việc làm, họ không có nhận. Không có nhận tại vì họ không biết người Việt Nam mình khả năng như thế nào hết, không nhận, họ từ chối. Yeah. Thì cũng cái nhà hàng đó, thì sau đó, 2 tuần lễ sau trở lại họ nhận mình làm. Thì anh vô trong đó là một vai trò phải nói là thấp kém nhất, đi rửa chén. Cái chỗ rửa chén đó thì thường thường người ta rửa chén đứng ở trong vòng là 1 tháng 2 tháng là được nâng cấp lên chỗ tốt hơn, tại có người mới vô rồi mình được lên đó. Tại nhà hàng này rất là lớn, nhà hàng này tới là tới 300 chỗ ngồi, nhân viên mỗi ngày là 30-40 người làm. Wow. Thì anh vô làm trong đó mà anh là người duy nhất anh phải rửa chén 6 tháng. Wow, tại sao lâu vậy? Lý do là anh rửa chén giỏi quá. Đúng vậy, cái mùa quá đông, anh rửa chén quá giỏi, làm quá giỏi đi. Thì người ta không có thể kiếm người khác vô chỗ đó được để mà cho ra cái khâu mới. Thì giữ lại 6 tháng trời. Nó bất công. Nhưng mà đó là quyết định của họ. Nhưng mà khi anh vô đó thì phải nói là làm nhà hàng này 300 chỗ ngồi thì mình vô mới đầu không nhận mình mà. Sau đó vô mình làm, mình chứng tỏ khả năng của mình cho họ coi mình làm được những cái gì, mình tiết kiệm cho họ, mình làm sao lanh lẹ, tiết kiệm tiền bạc và làm gọn ghẽ, làm rất là lợi cho chủ. Thì cũng cái nhà hàng đó, sau khi anh làm từ rửa chén lên tới nấu làm rau rồi phụ bếp rồi làm này làm kia, lên tới thứ nhất là họ dạy mình nấu ăn luôn. Thì anh vừa đi học vừa đi làm đó, làm vừa học vừa làm. Thì trong vòng 3 năm khi vô nhà hàng đó năm 75 họ không nhận anh. Khi họ nhận anh rồi, 3 năm sau năm 78 anh vô làm quản lý cái nhà hàng đó.
Wow. Anh lại làm xếp lại những người hồi xưa đã huấn luyện anh trong vòng 3 năm trời. Wow, giỏi ha. Mà lúc đó là anh làm cho nhà hàng Mỹ hay là nhà hàng Việt Nam? Đó là nhà Mỹ em. Việt Nam chưa có, nhà hàng Mỹ rất là lớn, 300 chỗ ngồi, nhà hàng lớn nhất tại thành phố du lịch là Daytona. Oh. Nhà hàng lớn nhất đó thì trong vòng 3 năm chính nhà hàng mình vô rồi chén, anh đã làm xếp nhà hàng đó coi lại mà làm thời khóa biểu cho nhân viên nghỉ này kia, order hàng hóa cho chủ hết trong vòng 3 năm. Đó là cũng không phải là một vấn đề dễ dàng nha. 3 năm mà làm quản lý những cái người mà từng quản lý mình, lúc đó người ta có phục anh không? Thì đương nhiên cũng có nhiều người ghen ghét, nhưng mà cái chuyện mà cái mình làm lợi được cho chủ rất là nhiều thì chủ họ cân nhắc vào đó. Anh có một cái thứ nhỏ nhỏ thôi, nhiều khi mình nhiều người làm ơn thì cái đó họ nghĩ là mình làm ơn, người khác phải trả ơn lại cho mình. Đó thì là họ nghĩ như vậy, nhưng mà anh không bao giờ nghĩ chuyện đó. Những gì anh làm được, anh giúp đỡ ai, anh cúp giúp đỡ, còn người ta trả ơn không, không cần biết. Thì một cái dụ khơi sơ sơ đó. Khi mà nhà hàng 11 giờ mở cửa đó, thì là 10 giờ nhân viên tới để mà chuẩn bị. Anh tới 9 rưỡi. Thay vì 9 rưỡi đó ngồi chờ cửa vô đó, thì anh đi chung quanh nhà hàng. Anh lượm rác, làm vệ sinh. Cái đó không ai, không có trả lương. Nhưng mà anh thấy khó chịu, nó dơ. Thì mình làm vậy. Nhưng mà không ngờ những cái đó chủ họ thấy được. À, thấy không? Mình không nghĩ được. À, mình có trách nhiệm. Đó, mình có trách nhiệm. Mình có biết vệ sinh, mình có trách nhiệm. Đó, mình đâu có nghĩ là mình làm đó cho chủ họ biết đâu, hay là họ trả giờ cho mình. Nhưng mà những chuyện nhỏ đó, họ tin mình, họ đưa mình làm một chuyện lớn hơn. Họ tin được cái này hơn mấy ngày khác. Mấy nhân viên Mỹ khác đứng họ chờ để mở cửa vô. Còn mình đi chờ chủ tới mở cửa thì là mình làm chuyện đó. Đó thì nhờ những cái chuyện phải nói những là mình không có nghĩ, nhưng mà lại đưa lại kết quả rất là tốt cho cuộc đời của mình. Mà anh luôn luôn sống theo cái chiều hướng đó, và anh đã thành công nhờ như vậy đó. Anh rồi từ lúc mà làm quản lý đó là tới cái nhà hàng đầu tiên á là bao lâu mình mới bước sang? Dạ, thì 75 qua Mỹ, 78 anh vô quản lý nhà hàng, anh học hỏi được rất là nhiều. Và chỉ 3 năm sau nữa là trong vòng 6 năm trời, thì khi qua Mỹ 75 tới năm 81 anh mở nhà hàng Mỹ đầu tiên. Nhà hàng Mỹ luôn, không nhà hàng Mỹ, Việt Nam? Nhà Mỹ, chưa có nhà Việt Nam. Và oh. Và anh mở Mỹ đầu tiên, và một năm sau anh mở cái thứ nhì là hai cái là nhà Mỹ đó. Và sau đó tiếp tục anh mở thêm nhà hàng tàu để làm tiệc cưới, rồi anh đi làm manager nhà hàng Nhật đó. Và sau đó anh mở nhà Việt Nam là 4-5 cái nữa, tới bây giờ là anh được là 9 cái nhà hàng tất cả. Và cũng là thời điểm anh về hưu là anh đủ rồi, anh không còn gì để mà chứng minh nữa đó. Mình đã làm đầy đủ, và những gì mình có ngày hôm nay là những gì mình hy sinh ngày xưa. Thì nói ra đó thì đây là mình đọc trong báo chí thì cũng có lời khuyên rất là hữu ích cho mình. Thì người ta nói là gì? Nếu mà bạn muốn giàu có là bạn phải chấp nhận nghèo khó một thời. Phải không ạ? Dạ, đó. Bạn muốn có nhiều thời gian, bạn muốn chấp nhận bận rộn hơn những người khác một thời gian. Một thời là mình phải bận hơn người khác, mình có nhiều thời gian như bây giờ. Dạ, đúng rồi. Bạn muốn sung sướng một đời, bạn phải chịu khổ một thời. Dạ, phải không? Dạ, phải cố gắng làm ra nhiều tiền. Đúng. Mình có để tiền dư để sung sướng được chứ. Đúng. Rồi, bạn muốn có những thứ người khác chưa từng có thì bạn phải làm những điều những người khác chưa từng làm. Đúng. Đó là những bí quyết. Thì bạn nói cuộc đời nó rất là công bằng. Nó có cái luật chơi nó hết. Nếu mình làm biếng không cách nào mình dày dựng được cái gì hết trơn. Em là ai đây qua đây cũng biết rồi. Đúng là rồi. Biếng thì sống ở đường. Tại bởi nhiều khi mình thấy những cái video thúc của những người Việt Nam qua đây mà không làm ăn hết trơn, nó thất bại. Dạ. Nằm ngoài đường số chờ. Cái đó họ nằm dưới gầm cầu, họ nằm trong rừng, họ sống đấy. Cái đó là cái sự chọn lựa của họ, chứ không phải đời sống Mỹ như vậy. Dạ. Đó mình phải phân biệt hai cái rõ ràng. Nước Mỹ thì không ai chết đói hết. Họ có nhiều điều kiện y hệt như anh, y hệt như em rồi đấy để mà thành công. Mà họ không muốn làm, họ muốn chọn con đường mà sống ngoài đường mà không đi làm gì hết. Đó là sự chọn lựa của họ. Thì theo anh nghĩ cái đó là cái quyết định họ, thì mình tôn trọng họ thôi. Đó, chứ mình cũng không có gì mà phải cái bằng là lo âu cho mấy người đó hết. Là họ chọn như vậy mà. Đó. Nước Mỹ này là một nơi có rất là nhiều cơ hội để thành công. Đúng, ai cũng có cơ hội thành công hết. Như em thấy, qua đây tay không chịu khó làm, em sẽ mua được cái xe. Em làm tiếp tục để dành tiền, em sẽ có tiền và em sẽ mua được cái nhà, phải không ạ? Thì những thứ đó nhiều khi Việt Nam mình không có, rất là khó. Nhưng bên đây ai cũng có thể có được hết. Nếu chịu khó đi làm, còn mình không từ chối, không chịu làm biếng, chịu làm thì đương nhiên mình không có. Vậy thôi. Đó. Rồi, em hỏi lại câu nãy về nhà hàng của anh à. Anh đã mở ra chính cái nhà hàng Mỹ, Nhật rồi Tàu phải không? Dạ, đúng. Nhưng mà
thật ra anh có nấu ăn, anh có biết nấu những món trong đó không và anh học ở đâu? Dạ, thì cái đó câu hỏi cũng rất là hay. Trước khi em mở nhà hàng, em phải biết người biết ta. Em phải có những cái recipe cơ bản, những cái công thức nấu ăn thật là ngon. Nếu mà không có được cái đó thì đừng có mở. Khi em làm vợ người ta thì vô người ta sẽ chọn khách, sẽ chọn nhà hàng ngon hơn họ ăn, họ không cho nhà em. Tất nhiên là anh phải tìm tòi học hỏi để tất cả những món đó anh có công thức riêng của anh. Anh là người đã sử dụng cái chế biến những cái gia vị của Việt Nam vô trong đường Mỹ. Bởi vì ăn đồ Mỹ của anh đó, anh nấu đồ Mỹ đó, có cái gia vị vô mà nó thơm, nó ngon hơn người Mỹ nấu. Anh lại dạy lại cho người Mỹ nấu những cái món đó. Đó, thì mình cái mỗi một nước đó, nó có một cái văn hóa riêng. Nói chung là cái gia vị mình nêm nướng cái thức ăn nó sẽ làm biến đổi cái thức ăn nó ngon hay dở tùy đó thôi. Thịt bò, thịt gà, tôm cá chỗ nào cũng giống nhau hết. Đó, thì qua đội Việt Nam cũng vậy. Anh đã biến chế những cái công thức phở, hủ tiếu, canh chua, các kho tộ công thức của mình rất là ngon để mang ra, để mà vẫn thể mà ra cạnh canh mà thành công trên cái phương diện nhà hàng là mình phải có công thức mình. Tuy nhiên anh phải biết, và nhân viên của anh, thợ đầu nấu của anh là vô làm theo công thức của anh. Anh chỉ làm theo cái kiểu đó thì anh nghĩ kiểu đó đưa thành công. Rồi một hồi anh có chỉ cho em bí quyết để pha ly cà phê sữa ngon vậy không? Em không phải là người đầu tiên. Dạ. Em muốn ngon vậy thì Mỹ họ uống rất là ngon. Có rất là nhiều lần trong tiệm anh đó. Dạ. Anh pha cái ly cà phê, em biết cách mình Việt Nam mình uống cà phê không ạ? Em không nào mình uống một lần hết, uống từ thử thức cà phê. Dạ. Mà anh đưa ly cà phê mới pha đưa cho em lúc nãy đó, Mỹ trong vòng là 15 giây họ uống từ đầu tới đuôi hết luôn. Anh hỏi tại sao vậy? Tại nó ngon quá nó không ngừng được. Đó, rồi anh kể lại một câu chuyện này là chuyện có thiệt nha. Đó, tại nhiều khi anh cũng giỡn với khách hàng anh đó. Anh hỏi họ vô họ order cà phê. Anh hỏi là quý vị uống cà phê Việt Nam từ khi nào chưa mà order? Nói là chưa uống. Thì anh giỡn họ, anh nói là nếu mà chưa uống thì đừng uống. Hỏi tại sao vậy? Nói nếu quý vị uống vô quý vị sẽ bị nghiện. Đó, đó thì chuyện giỡn thôi. Mà chuyện có thiệt là thế này. Cái nhà hàng mình mở được Bambi mà cái nhà hàng mình được lên đài của Hoa Kỳ á, đài toàn quốc Hoa Kỳ đó, là để giới thiệu trang sang Việt Nam đó. Thì trong cái tiệm đó có một cái bà khách, bà vô thường thường bà vô đúng giờ đó order một ly cà phê to go mang theo. Thì nhân viên trong nhà hàng là vợ anh là làm cà phê cho bà mang đi, bà vô thường xuyên, hình như một tuần vô vài lần. Thì có một ngày nọ anh gặp bà ngay cửa, anh hỏi ủa tôi thấy bà order cà phê to go nhiều, thì có lẽ là bà thích cà phê lắm phải không? Để nói đúng, ta thích cà phê này rất là nhiều, thích cà phê này lắm. Anh mới giỡn bà thêm câu nữa. Bà có nghĩ cà phê của tôi có ngon hơn cà phê Starbucks cách đây 2 block không? Bà gật đầu. Wow. Bà nói yes. Dạ. Yeah. Tôi làm cho Starbucks. Oh. Tôi ăn hết hồn. Ủa, bà này làm Starbucks, bà uống cà phê mình. Đó, phải thích cà phê mình lắm. Đó, mình giỡn như vậy. Đây chuyện có thiệt. Đó, thì anh thấy thì anh cười. Anh cười, anh nói thêm câu nữa. Nếu mà uống làm cho Starbucks, tại sao bọn về vô cái tiệm Starbucks của bà đó cách đây 2 block ở bên đó đó, bà nói với chủ của bà đó là bên đây có tiệm người Việt Nam bên đây nè, mở cà phê ngon quá, chính bà cũng vô uống, tại sao bà nói ông chủ câu sao ông nói sao? Với bà, em biết bà trả lời sao không? Bà nói I'm the boss. Wow. Đó là chuyện có thiệt. Bất ngờ hơn nữa bà là sếp chủ của tiệm Starbucks đó mà bà lại vô tiệm của mình uống cà phê Việt Nam mình, thì nó đây một điều rất là hãnh diện cho đồng hương Việt Nam mình. Biết là lý thú rất nhất nha. Này là anh cần phải có thương hiệu riêng của mình, giống như ta bất mở lên như vậy á. Nếu mà em nói cái này đó, khi mà thời gian anh làm nhà hàng đó, một số khách Mỹ mà những người đại gia uống cà phê ăn xong rồi, họ đã đề nghị anh, họ sẽ bỏ vốn anh để làm cà phê này sản xuất ra bán dây chuyền cho ngoài các supermarket. Nhưng mà anh từ chối, anh không có làm. Tại vì anh cũng lớn tuổi. Đó, mấy người đại gia Mỹ đã đề nghị anh, họ sẵn sàng bỏ tiền để mà làm ra sản xuất. Rồi bên cạnh đó, anh có đứa cháu của anh 2 năm trước qua Mỹ này thăm anh bi gia đình. Qua đây thì nó dân Sài Gòn uống cà phê mỗi ngày. Chuyện này cũng có thiệt luôn, uống cà phê mỗi ngày. Đó, thì qua đây lần đầu tiên qua Mỹ thì anh đưa đi chơi.
mà đưa vô nhà hàng ăn mỗi ngày. Nhà hàng đó thì vô nhà hàng nó muốn ăn gì trong thực đơn ăn đầy đủ, thiếu thiếu gì hết đó, thì em vô em ăn biết rồi cái món gì cũng có, chứ không phải là phở không, canh chua, các tổ cơm gia đình, đồ xào, đồ lắc, rồi cái đồ ấy. Thì anh ta đó, cháu anh nó uống ly cà phê này hết hồn. Dân Việt Nam mới qua Mỹ uống cà phê uống xong nó lạ quá vậy. Cuối cùng biết nói sao không? Nói chú Thủy à, chú có thể cho con công thức này để con về Việt Nam con làm cà phê không? Đó cũng mới đây thôi. Dạ. Tại anh biết, tại vì cái công thức này của anh rất là đặc biệt. Dạ đúng rồi. Đặc biệt lắm, tại vì cà phê công thức này anh biết không ai có hết. Tại trong đây nó có nhiều hương vị cà phê mà ta không biết từ đâu ra. Cà phê. Anh coi YouTube của em nhiều, rồi coi Facebook của em nữa, thì em nghĩ là chắc anh cũng biết là em đi rất là nhiều nhà hàng. Đi nhà hàng Việt Nam, nhà hàng gì cũng có, cũng uống rất là nhiều cà phê, nhưng mà không có chỗ nào mà có hương vị giống của anh hết á. Đúng, tại hương vị đặc biệt nó khác đó. À, không biết em có nhớ cái chuyện là người tù khổ sai, là chuyện ở bên Pháp mấy chục năm rồi, nó có ra cái một cái phim người tù khổ sai là con bướm vượt ngục đó đó. Thì một ông kia ông bị tù mấy chục năm, bị tù oan thôi, tù mấy chục năm bên Pháp đó, để đưa qua mấy cái đảo bên miền Nam Mỹ đi kia, là ông bị đó mấy chục năm trời. Sau ông về được nước Pháp, ông được tự do. Ông về tự do đó, tham ra đường phố Paris đó, ông vô cuốn sách, ông đọc cuốn sách coi cuốn sách này là được bán chạy nhất trong vòng bao nhiêu năm, nói về vấn đề tù tội. Ông mở ra ông đọc, ông nói nếu mà tôi viết cuộc đời tôi ra đây đó thì tôi sẽ bán gấp 10 lần cuốn sách này. Và về sau ông viết cuốn sách đó ra là người tù khổ sai, con bướm vượt ngục, và do tài tử Steve McQueen đóng trong phim, nó rất là nổi tiếng thành công đó. Thì là nội dung vậy, thì anh nói cũng vậy. Anh qua cà phê của anh qua bên Cali, anh vô những cà phê bên Cali đó, họ bán ông uống cà phê, thì anh có một nhận xét, mình không phải mình tự cao mà nói nếu mà anh cà phê anh vô đây anh sẽ bán gấp 5, gấp 7 lần cà phê này. Đó, anh có thể tự hào nói vậy, tại em uống cà phê nhiều cũng biết đó. Yeah. Nhưng mà cái đó là cái sự thật đó. À, một câu hỏi rất là quan trọng đây, sau một thời gian có anh thể nói, anh nãy anh nói là khi mình muốn có nhiều thời gian mình phải bỏ rất là nhiều thời gian khó khăn là thời đầu tiên, đằng sau này mình có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Thì bây giờ một ngày của anh là sau khi nghỉ hưu rồi, một ngày của anh bây giờ rất là thoải mái, relax, rồi đi đánh golf vậy đó. Nhưng mà rồi trong một ngày đó anh có làm những việc gì? Dạ nói chứ anh cũng rất là bận rộn, mặc dù về hưu nhưng mà bận rộn. Thứ nhất đó là mình tu bổ nhà cửa. Nhà cửa thì thấy nó là cũng là perfect rồi, không gì ấy, nhưng mà cái tính mình muốn thay đổi. Như bây giờ đó là anh đang có những cái project để mà anh làm tu bổ lại 3 phòng tắm cho nó mới. Đó, anh làm xong 2 cái rồi, còn một cái đang làm nửa chừng. Đó, đại khái vậy. Là trong nhà anh tự nhiên thích đập hết, thuê thợ về làm gạch mới. Đó, thay gạch mới, làm cái này cái kia, tu bổ nhà cửa. Rồi bên cạnh đó mình dùng thời giờ đi du lịch hay là thăm gia đình còn kẹt lại Việt Nam, nhất là mẹ của anh hiện giờ vẫn còn đang sống tại Việt Nam, cũng như là một số anh em đi du lịch. Rồi tuổi anh cũng lớn, chị cũng lớn rồi, mình không biết mình sống được bao lâu nữa, thời gian không còn nhiều thì mình đi hưởng những thứ đó. Bên cạnh đó thì chuyện cộng đồng, chuyện nhà thờ mình vẫn giúp như thường. Yeah. Đó, khi ai cần này kia mình vẫn có mặt và giúp. Hình như là tháng 2 sang năm 2023 cũng một cái đại hội bên Cali rất là lớn, họ mời anh qua làm MC một cái chương trình bên đó, thì anh cũng nhận lời và anh sẽ qua Cali làm MC chương trình ngày 5 tháng 2 ngày Chủ nhật. Bên cạnh đó Đồng Hương có cần giúp đỡ về cưới hỏi, MC lễ cưới hỏi, lễ rước dâu, lễ gia tiên, thì anh có trong nhà có đầy đủ đồ đạc hết, mâm quả, chầu câu, lư hương, và tổ chức những cái lễ rất là có ý nghĩa cho Đồng Hương. Bởi anh cũng rất là bận rộn những chuyện đó ngay bây giờ. Họ cũng kêu điện thoại, họ nhờ, mặc dù anh không có quảng cáo gì hết, nhưng mà những đó anh rất là vui khi giúp quý Đồng Hương, không những ở đây mà toàn nước Mỹ. Anh đi khắp nước Mỹ để giúp tổ chức những cái lễ gia tiên, lễ rước dâu, lễ đính hôn, lễ hỏi, lễ cưới, nó có ý nghĩa mà theo đúng cái phong tục tập quán Việt Nam của mình, như tại quê nhà rồi đó. Em quên nữa, hồi trước là trong nhà hàng của anh là cũng có
nhà hàng tiệc cưới, rồi anh đã từng làm MC ở trong nhà hàng tiệc cưới của anh, và sau đó là đi làm MC cho những đám cưới, đám hỏi rất là nhiều. Nhưng mà dạo này thì nghỉ rồi, vẫn làm công việc đó nhẹ nhàng vui vẻ ha. Dạ đúng vậy đó. Thì nói thẳng ra anh là không tự nhiên có cái duyên ở Việt Nam anh đã chơi nhạc rồi. Rồi qua Mỹ này là năm 75, 76, 77 là chưa có cộng đồng, thì là Tết đó, thì anh em họp lại, anh mua đền mua trống về rồi anh em văn nghệ họp lại, tổ chức họp mặt, rồi từ từ nó nở lên vậy đó. Rồi mình tổ chức cho một cái địa điểm lớn hơn, rồi giết bò, giết heo, giết bò, rồi mời cộng đồng tới để ăn uống đó. Thời gian đầu tiên đó, cộng đồng thành lập anh làm cái chuyện như vậy đó, là dính vô cái văn nghệ giúp đồng hương, rồi cuối cùng là anh là một trong những ban nhạc đầu tiên tổ chức thành lập ban Trò Thị Dương, được thành lập tại Florida. Đó, thì bây giờ mình về hưu không có đánh nhạc, chơi nhạc nhiều nữa, nhưng mà vẫn còn giúp đỡ đồng hương cần cái gì mình giúp cái đó. Anh là một trong những người đầu tiên để thành lập cộng đồng Việt Nam ở Florida này. Và bữa nay em đã gặp được, phát hiện ra một cây đại thụ rất là to ở Orlando này. Anh à, bây giờ nói lại vấn đề chương trình Thi Hoa Hậu của em một chút. Mấy ngày trước em gặp chị Lon và cô luật sư văn phòng luật sư Bajaj á, thì em cũng đã nói em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Trong đó là em với chị Lon có nhắc tới anh Thị nữa. Nó cơ duyên nào đưa đẩy mà em có thể quen anh Thị, rồi anh Thị giới thiệu em qua chị Lon. Nếu mà không có hai anh chị giống như là hai người ơn, hai người anh, hai người chị của em, hai người ơn á, thì em sẽ không tổ chức được chương trình Hoa Hậu ở đây. Bên cạnh đó là hai anh chị ủng hộ em rất là nhiều. Thì trong video này em cũng xin chân thành cảm ơn anh ha. Cảm ơn anh và cảm ơn chị Lon rất là nhiều. Em hy vọng là sắp tới nếu mà có chương trình sẽ được mời anh và chị đến tham dự chương trình của em nữa. Rồi anh sắp tới rồi anh có chương trình, có những chương trình nào mới không? Dạ, nói là cái này thì anh phải nói là em hơi khiêm nhượng nha. Chứ cái vấn đề mà anh với chị Loan có giúp em trong thời gian mà em tổ chức mấy cái show hậu đây đó, là cái phần đó phần nhỏ. Cái chính đó anh phải nói là anh phải rất là cũng nể phục em, một cái đàn bà rất là cứng và giỏi để làm những chương trình đó. Cái thành công là chính của em chứ không phải là của anh. Em là người đã tạo sự thành công, anh đứng ngoài chỉ phu vậy thôi. Nhưng mà em, anh thấy, anh nhìn bác tổ chức anh thấy em là người rất là giỏi, quán xuyến tất cả mọi điều. À, anh biết ông xã em thì rất là hiền, không dính líu vô nhiều hết trơn, em muốn làm gì thì làm đó, mà mọi chuyện em đều quyết định hết, em lo từ đầu tới đuôi, từ cái khâu mà đi mà kiếm các thí sinh để mà thi đó là khó rồi, làm sao thuyết phục họ vô mà nhiều nước khác nhau để tham dự những chương trình này, rồi ban nhạc, âm thanh, ánh sáng, địa điểm, rồi đi thu ngoại cảnh, rồi cái phần mà đi mà rehearsal này kia, trời nó khó lắm. Em làm được, em là không, anh nói thẳng, trên nước Mỹ này không có nhiều người làm được những việc em làm một mình em như vậy hết. Thì cái đó anh phải nói, cái đó là cái credit là của em chứ không phải của anh hay chị Loan, anh chị ở ngoài thôi. Đó, anh cũng phải nói là cũng phục em về cái một mình em mà làm được cái chuyện như vậy là rất là giỏi chứ không phải là dễ dàng. Tại anh cũng đã từng làm qua, anh biết anh làm qua rồi, mà cái nhóm anh rất là nhiều người chứ không phải có một mình em như vậy đâu. Đó, thì em nói rõ ràng như vậy, em chỉ cứ khiêm nhượng vậy thôi. Thật ra đó cũng là cái một cái sở thích, cái yêu thích làm đẹp của em đó. Em nghĩ là ông trời hoặc là tổ, nó trong công việc của mình nó là có tổ hoặc tổ đãi cho em, cho nên em có được những điều kiện khá thuận lợi để làm những công việc đó. Tuy nhiên nếu mà không có anh và chị Lon và những người khác nữa giúp em thì em cũng sẽ không được thành công như vậy. Em cảm ơn rất là nhiều. Rồi hôm nay em rất là vui đến thăm anh chị ha. Em cũng hôm nay là 20 mấy rồi, còn vài ngày nữa là Tết. Thì nhân dịp đầu năm mới em chúc gia đình anh chị là vạn sự như ý nha, càng ngày càng hạnh phúc và làm ăn phát tài. Nhất là anh á, anh giúp đỡ cộng đồng rất là nhiều, anh mang niềm vui tiếng cười tới cho mọi người rất là nhiều. Thì hy vọng là trong thời gian nghỉ ngơi sắp tới anh sẽ có được rất là nhiều niềm vui, sức khỏe, rồi rất là nhiều hạnh phúc nữa. Rồi cũng cảm ơn em và chúc gia đình em cũng vui vẻ hạnh phúc. Và em nhất là em là lo giữ sức khỏe, và có sức khỏe mới làm được những chuyện em muốn làm. Và cũng chúc cho tất cả khán giả của cái chương trình YouTube của Nguyên Huỳnh này đạt được tất cả những điều may mắn, hạnh phúc và sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong cái năm 2023 nha quý vị. Và xin chào tạm biệt quý vị, hy vọng gặp em và quý vị trong những chương trình kế tới. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ, tốt lắm.